phòng khám chuyên khoa học trò Trái Tường và các thầy xin được trân trọng gửi lời chào sức khỏe đến toàn thể quý đại biểu, quý bệnh nhân và quý người nuôi, cũng như là quý khán giả đang xem trực tiếp trên kênh Xuân Dũng trợ lý Trái Tường. Xin được trân trọng kính chào ạ. Kính thưa quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta vui mừng hân hoan khi tổ chức buổi lễ mừng cho các bệnh nhân vừa hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị tại phòng khám. Và thành công của các bệnh nhân ngày hôm nay là một sự nỗ lực xứng đáng từ phía các bệnh nhân, từ phía sự chăm sóc tận tình của người nuôi bệnh, cũng như là đội ngũ các thầy thuốc ở đây và ban truyền thông đã đưa cái thông tin cho tất cả bệnh nhân ở nơi xa tới để mà các bệnh nhân có thể biết được cái phòng khám ở đây. Giống như hồi nãy là trước khi buổi lễ bắt đầu thì thầy Xuân Dũng đã có cái buổi sinh hoạt với các bệnh nhân, là các bệnh nhân đa số là biết đến phòng khám nhờ biết qua thông tin từ thầy Xuân Dũng, trưởng ban truyền thông của phòng khám. Và các bệnh nhân ngày hôm nay, các thầy muốn tổ chức buổi lễ long trọng để biểu dương những gì mình đã nỗ lực, cố gắng. Đó là một cái phần thưởng xứng đáng, và gia đình của từng bệnh nhân mong muốn cho tất cả bệnh nhân đang có mặt ở đây cũng được trở về nhà với chương trình hoàn thành, đạt kết quả cao. Và phòng khám được khang trang ngày hôm nay, cũng như là mọi hoạt động đi vào ổn định. Đầu tiên, chúng ta phải tạ ơn Thiên Chúa đã quan phòng và gìn giữ cho phòng khám ngày hôm nay được diễn ra tốt đẹp, mà giúp cho bệnh nhân trên cả nước có thể có cơ hội được về đây. Sau khi mình đã điều trị Tây y và các bác sĩ đã ngưng điều trị cho mình, thì các thầy phòng khám đã có hỗ trợ điều trị. Đó là cái chương trình là như vậy. Vậy thì xin mời quý bệnh nhân và người nuôi cùng với quý thầy hướng về Chúa để tạ ơn Chúa, cũng như là tri ân những sự hy sinh của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường để nghiên cứu công trình 20 năm giúp cho bệnh nhân ung thư có được cái phương pháp hỗ trợ điều trị mà ngày hôm nay tất cả mọi người đang được áp dụng. Xin mời tất cả mọi người ạ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, cứu chúng con cho khỏi sự dữ, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, bay xuống cho con hồng ân trang chứa, cho dồi cho đến ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đôi nghe lời con thiết tha, tình thương mênh ấm u con ngày đêm, nhường thầm xác hồ tràn đầy ơn thiên. Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa, Amen. Chúng con cầy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn cha Phêrô được lên chốn nghỉ ngơi. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin mời tất cả mọi người ngồi xuống nè. Trước khi bắt đầu buổi lễ thì thầy Thanh xin được trân trọng giới thiệu thành phần tham dự. Trong buổi lễ hôm nay,
có sự hiện diện của các thầy thuốc trong phòng khám và các thành viên. Xin trân trọng giới thiệu ông Ngô Văn Thuận là mạnh thường quân của phòng khám. Bà Lê Lan là mạnh thường quân của phòng khám. Ông Tô Phú Quế, giám đốc công ty một thành viên Phú Quế. Và đặc biệt có sự xuất hiện của ông Thái Ngọc Phong, chuyên khoa 1, cử nhân điều dưỡng. Bà Phan Mận, huấn luyện viên dinh dưỡng cùng phái đoàn. Và sự xuất hiện của toàn thể quý bệnh nhân và người nuôi đã có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị thân mến, trong buổi lễ ngày hôm nay, đặc biệt chúng ta có sự hiện diện của phái đoàn dinh dưỡng đến từ Trà Vinh, cũng là tỉnh nhà. Và các vị cũng đã có buổi làm việc và trao đổi với các thầy ở trong phòng khám. Lát nữa đây, chúng ta sẽ được lắng nghe phần phát biểu của các thành viên trong hội chuyên gia dinh dưỡng của tỉnh Trà Vinh nha. Nội dung chính của buổi lễ ngày hôm nay, trước tiên thì thầy Thanh và các thầy sẽ báo cáo về chương trình xây dựng tuyến đường từ ngoài lộ vô tới đây là 400m. Và cái phần thứ hai là báo cáo về chương trình in sách. Và phần 3 là báo cáo về kết quả hỗ trợ điều trị trong thời gian vừa qua. Phần đầu tiên là báo cáo về chương trình tuyến đường mà các thầy cùng với Mạnh Thường Quân cũng như là thầy Xuân Dũng là trưởng ban truyền thông của phòng khám đã vận động nguồn kinh phí để xây dựng cái con đường này. Con đường này có tổng chiều dài là 400m, là từ ngoài lộ của chị Chi, đó là đường quốc lộ 53 đi vào đây, thì chiều dài là 400m và bề ngang được thực hiện là 3m. Và thời gian vừa qua, các thầy có cùng với bác Ngô Văn Thuận và các mạnh thường quân cũng như là thầy Xuân Dũng đã lên chương trình để mà xin kinh phí làm tuyến đường này đổ nhựa. Thì cho tới ngày hôm nay mình đã hoàn thành cái phần kinh phí đó, cho nên là các thầy sẽ ngưng không nhận tiền để mà làm đường nữa, bởi vì nó đã đủ rồi. Và cái thời gian mà mình sẽ tiến hành thi công là bắt đầu vào ngày mai. Hôm nay là ngày lễ ra viện phòng khám cho các bệnh nhân, thì ngày mai mình sẽ bắt đầu tiến hành làm đường khởi công. Đây là hồ sơ dự toán bao gồm cơ cấu thi công cũng như là bản vẽ con lộ, con đường. Còn đây là hợp đồng giữa bên đơn vị thi công do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng dịch vụ Tuấn Tú Cầu Ngang. Cũng xin nói thêm về đơn vị thi công. Ngày tháng 12 năm 2019 thì cha Phêrô Nguyễn Văn Tường lúc đó cùng với bác sĩ Nguyễn Aram cũng như là vợ là cô Kim Anh đã thực hiện cái con đường này. Lúc đó là ở chính quyền địa phương đã giải phóng mặt bằng một lần cũng như là đã có bồi thường, rồi sau đó cha mới cùng với bác sĩ Aram và cô Kim Anh đổ đá lên con đường này và làm đường chờ lún. Vì nguyện vọng, tâm nguyện của cha muốn làm con đường này là đường tráng nhựa, nhưng thời điểm đó là đường này vẫn còn là đường đất, thì cái mặt đường nó hẹp và nó gồ ghề, cho nên là phải san lấp mặt bằng xong rồi đổ lớp đá lên và chờ lún. Thì cha mong muốn một ngày nào đó con đường này sẽ được đổ nhựa. Nhưng khi cha mất thì các thầy hiểu được cái tâm nguyện đó của cha. Và ngày hôm nay các thầy cũng như là trưởng ban truyền thông anh Phạm Xuân Dũng, thầy Phạm Xuân Dũng và Mạnh Thường Quân đã cùng nhau
tiếp tục thực hiện theo cái di nguyện của cha để mà làm hoàn thành cái con đường này. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để mừng cho điều đó. Thì theo chương trình là bắt đầu từ ngày mai lúc 7 giờ chúng ta sẽ được thi công từ ngoài đầu lộ vào. Thời gian dự kiến là 15 ngày. Cho nên là trong thời gian mà mình tiến hành làm con đường thì chắc chắn là việc đi lại vào phòng khám đối với những bệnh nhân cũng hơi khó khăn. Cho nên là chúng ta sẽ phải đi đường vòng qua nhà thờ Dòng Lớn, vòng vô lộ Cây Dầu và đi theo hướng chiều ngược lại thì chúng ta sẽ tới phòng khám. Cho nên là quý bệnh nhân cũng chịu khó trong thời gian này. Thì hôm nay thầy sẽ công bố danh sách các mạnh thường quân đã ủng hộ cho tuyến đường. Khi mà thầy khởi xướng cái danh sách các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và quý ân nhân đã ủng hộ cho tuyến đường thì khi đó các thầy sẽ đặt một cái bảng tri ân được dán ở phía trước bức tường của phòng khám như một cái sự thể hiện cái lòng biết ơn đối với những mạnh thường quân đã ủng hộ cho phòng khám, cũng như đây là một cái kỷ niệm đối với những cái công trình chung, tại vì đây là ngôi nhà chung của cha cũng như và tất cả mọi người ai về đây cũng đều được đón nhận. Cho nên là hôm nay có cái dịp nhân dịp này thì thầy đọc báo cáo cũng như là thông qua danh sách của quý mạnh thường quân đã ủng hộ cho chương trình làm đường. Danh sách tri ân chương trình làm đường bao gồm có gia đình bác Ngô Văn Thuận, Trà Vinh, gia đình bác Nguyễn Hữu Công ở thành phố Hồ Chí Minh, gia đình cô Quyên ở Úc, gia đình cô Xuân ở Mỹ, nhóm thiện nguyện cô Bé, cô Hai, cô Lê Thục Kinh, Kamramatta ở Úc, gia đình cô Dưỡng, Úc Nam, Đức Hòa, Long An, gia đình bác Lượng Phạm ở Mỹ, gia đình chị Trần Thị Oanh, anh Từ Văn Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai, bà Hương Mai, Dương Mai ở Canada, bà Nguyễn Thị Trắng, sinh năm 1943, Phật tử Giác Duyên, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, gia đình anh Thái Ngọc Trường Giang ở Long An, cô Trần Thị Chiên ở Canada, chị Nguyễn Thu Phương ở Hà Nội và cô Bạch Trúc Nguyễn ở Mỹ. Đặc biệt là xin tri ân đến gia đình bác sĩ Nguyễn A Ram và cô Kim Anh cùng một số mạnh thường quân xin được giấu tên. Đó là danh sách của các mạnh thường quân, nhà hảo tâm như ân nhân đã giúp cho phòng khám để mà xây dựng tuyến đường này. Thì bắt đầu từ ngày mai, chính quyền địa phương sẽ giải phóng mặt bằng và tạo mọi điều kiện để cho phòng khám, để cho đơn vị thi công có thể thực hiện được tuyến đường. Cho nên một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để tri ân chính quyền địa phương đã tin tưởng phòng khám, tin tưởng các thầy đã ủng hộ cho con đường. Chương trình thứ hai là chương trình in sách. Nhưng mà trước khi nói về chương trình in sách, thầy xin nhường lời lại cho bác Ngô Văn Thuận là mạnh thường quân của phòng khám có đôi lời phát biểu mà xin được trân trọng kính mời bác. Dạ xin chào quý vị bệnh nhân và các người nuôi bệnh nhân và mấy thầy mấy cô, tất cả quý vị ân nhân, tất cả quý vị mạnh thường quân hôm nay bí quá. Xin tất cả quý vị mạnh thường quân ở đây xin vui lòng ủng hộ cho phòng khám. Thấy hôm nay cũng khang trang rất là nhiều và tôi cũng có vài lời
cảm ơn tất cả vị mạnh thường quân và mấy thầy mấy cô ở đây chăm sóc cho quý vị bệnh nhân được mạnh khỏe hôm nay. Cũng chúc mừng cho mười mấy bệnh nhân và tất cả những người nuôi bệnh hôm nay. Nếu có gì mà sơ sót nữa thì xin quý vị cũng bỏ qua dùm chú Thịnh dùm. Thôi dùm. Hả? Thôi thầy Thanh ơi, nói chuyện thì tôi cũng ít lại quá. Dạ. Dạ. Mọi người có thể thấy thương bác Ngô Văn Thuận, bác không có diễn tả được cái cảm xúc của bác, nhưng mà bác hành động nhiều hơn cái lời nói. Có nghĩa là từ khi phòng khám mà bắt đầu được phục dựng cho tới ngày hôm nay thì cái sự tin tưởng của bác dành cho các thầy rất là lớn. Bởi vì thời điểm đó các thầy không có một cái điều kiện nào mà có thể lo được cho bệnh nhân, thì bác đã đến gặp các thầy, tin tưởng các thầy và ủng hộ xây những cái viên gạch đầu tiên của phòng khám. Cho nên là tới ngày hôm nay các thầy vẫn luôn ghi nhớ mãi cái công lao to lớn đó, mà đặc biệt là bác đã tín nhiệm các thầy, mà các thầy cố gắng làm sao để cho bác cũng như là mọi người trên khắp mọi nơi mình không thất vọng khi đặt niềm tin vào các thầy. Cho nên ngày hôm nay những gì các thầy làm được và những gì Mạnh Thường Quân chung tay góp sức, đó là điều tốt đẹp mà mang đến cho quý bệnh nhân. Cho nên chúng ta một lần nữa dành tràng pháo tay dành cho bác Thuận. Bây giờ thầy xin nhường lời lại cho thầy Phạm Xuân Dũng có đôi lời phát biểu chính thức trong phòng khám ngày hôm nay. Hồi nãy thầy đã sinh hoạt một lần rồi, nhưng bây giờ thầy Xuân Dũng sẽ phát biểu mở đầu cho các phòng khám buổi lễ ngày hôm nay nha. Xin được trân trọng kính mời thầy. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Kính thưa quý thầy của phòng khám Khám Thường Nghiên Tương Châu Phong, kính thưa quý mạnh thường quân, quý vị khách mời thân mến, lời đầu tiên cho Xuân Dũng xin được gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý thầy cô, quý vị khách mời cùng như quý bệnh nhân một ngày mới thật là an lành, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Dạo này hơi điếc cho nên là đôi khi nói to mọi người thông cảm, nhưng mà đỡ rồi, khỏe rồi. Thưa quý vị, cho Xuân Dũng xin được phát biểu một chút xíu, tại vì cũng lâu lắm chưa được nói chuyện với mọi người. Bản thân Xuân Dũng thì rất thích được lắng nghe, tức là tóm lại là cầu thị để lấy ý kiến của bệnh nhân, để từ đó phòng khám có những cái thay đổi để đó hoàn thiện hơn. Tại vì phòng khám còn mới mẻ, các thầy thì còn nó trẻ, thực sự là như vậy. Khi mà cha Phêrô của chúng ta đột ngột ra đi thì các thầy lúc đó cảm thấy, thực sự mà nói quý vị, một cái cảm giác lạc lõng và cảm giác gì đó mình mất mát, một cái cảm giác nó bi quan và không biết rằng là có thể đi theo đường lối của cha được hay không. Vì tại thời điểm đó mọi cái phụ thuộc vào cha quá lớn, tất cả mọi cái đều phụ thuộc vào cha hết, và các thầy hầu như là chỉ làm theo ý của cha, không thể tự mình có ý kiến hoặc là tự mình làm một cái gì để mà sau này giống như là để mình có kinh nghiệm thêm. Cho nên khi mắt cha cảm thấy như lạc lõng và cảm thấy như con thuyền lạc lõng giữa biển khơi mà nó hết xăng á quý vị, và không có phương hướng để đi, mất phương hướng. Và thật là bất ngờ, càng như vậy thì các thầy lại càng mạnh mẽ và các thầy lại càng phát huy được cái nhân tố yêu thương cho con của mình. Chính cái đó chính là động lực để các thầy tạo dựng phòng khám hôm nay. Và tất nhiên rồi, nếu không có quý mạnh thường quân, không có chính quyền địa phương,
không có tất cả bệnh nhân. Thực sự nếu làm ra mà không có bệnh nhân thì nó cũng không phải là trọn vẹn. Do đó không có mạnh thường quân, không có chính quyền địa phương và không có bệnh nhân thì có lẽ phòng khám này cũng không được như ngày hôm nay. Một lần nữa mọi người hãy dành cho tất cả những người đó một tràng vỗ tay được không ạ? Đúng như vậy, mạnh thường quân, chính quyền địa phương đã động viên rất là lớn cho các thầy để tiếp bước con đường yêu thương cho con, buông bỏ của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường. Và còn các bệnh nhân, đó là một minh chứng rằng những con đường đó các thầy đi làm đi rất đúng. Ban đầu thì nó chỉ có được vài mười mấy người, vài chục người, bây giờ con số lên hàng trăm người, đó là một minh chứng đúng cả nhà. Đó, là một minh chứng rằng là con đường của các thầy đi là hoàn toàn đúng. Nhiều người họ cho rằng chúng tôi, tức là các thầy và sử dụng đây đang sử dụng lợi dụng hình ảnh tiếng tăm của cha để trục lời. Xin hỏi ai minh chứng được chúng tôi trục lời gì ở đây? Tất cả những gì chúng tôi làm yêu thương và cho không, bản thân Xuân Dũng đây tuy rằng không giàu có nhưng hàng tháng Xuân Dũng phải lấy tiền túi gia đình ra để hỗ trợ cho bệnh nhân. Thực sự là như vậy, các chương trình bóc thăm vừa rồi là toàn tiền của Xuân Dũng hết. Đó quý vị, cho dù là công ty robot đó, họ cho Xuân Dũng nhưng họ cho Dũng để gì ạ? Thù la cho Xuân Dũng. Xuân Dũng không phải là Xuân Dũng để làm từ thiện, họ cho để Xuân Dũng đổ xăng, để Xuân Dũng ăn sáng uống cà phê. Nhưng Xuân Dũng lấy cái tiền đó còn thêm một tiền nhà thì một tháng họ cho Dũng có 10 triệu, Dũng bỏ thêm phải 10 đến 20 triệu nữa Dũng mới làm từ thiện được. Thì họ trục lời cái gì ạ? Dũng thực sự nói hôm nay trước linh hồn của cha, trước diện cha, Dũng thề không bao giờ trục lời cái gì trước khi đánh cha. Mà trong quá trình cha gặp Xuân Dũng, phòng khám gặp Xuân Dũng, Xuân Dũng chỉ mang lời đến cho cha và phòng khám. Linh hồn cha sẽ chứng minh điều này. Chỉ có duy nhất một lần cha nói rằng là con phải cầm cho cha vui, là cha đưa có một 8 triệu thôi. Nhưng cái tiếng là Xuân Dũng cứ là nhận của cha 8 triệu, cái thằng Xuân Dũng nhận 8 triệu hoài. Thực sự mà nói, Dũng cho cha còn nhiều hơn đó. Thực sự như vậy, nhưng mà hôm đó cha muốn rằng là ai ai cũng có, và lần đó chỉ vài ngày sau thì cha mất. Giống như là cha bắt buộc phải lấy để cho cha vui trước khi cha về với Chúa đó quý vị ạ. Dũng làm với cha 5 năm trời rồi, quen với cha 5 năm trời rồi, có nhận cha đồng nào, chỉ có một lần duy nhất. Một lần duy nhất. Vài ngày sau cha đột quỵ và ra đi mãi mãi. Đó. Tóm lại, nhiều người cứ cho rằng chúng tôi đang trục lời hình ảnh của cha. Không, xin thưa không. Trục lời cái gì đâu ạ? Chúng tôi có lấy tiền của bệnh nhân không? Không. Còn bây giờ mình thường quân họ cảm thấy tin tưởng thì họ ủng hộ, và tiền mình thường quân ủng hộ chúng tôi hỗ trợ cho bệnh nhân. Mọi người đã thấy đấy, từ con đường các thầy và chúng tôi đã xin mình thường quân hỗ trợ mà. Và khi cảm thấy đủ là dừng, không xin thêm. Nếu trục lợi là còn xin thêm. Đáng lẽ cái này, con đường này ví dụ nhé 100 triệu, nhưng mà tôi xin người ta ủng hộ 500 triệu rồi vẫn chưa đủ. Tức là trục lợi không có việc. Không, chúng tôi rõ ràng đủ là ngưng. Cái nào đáp đó. Một cái vấn đề nữa quý vị, hiện tại bây giờ Xuân Dũng vừa thấy các thầy vừa thay đổi một số hình ảnh trên cái kênh YouTube của mình. Thì đó là các thầy về các thầy giống như lời của cha nói thôi, không sân si. Có nghĩa rằng chúng tôi không cần sử dụng hình ảnh của cha, chỉ để hình ảnh của cha ở trong trái tim của mình là được rồi. Đó. Thực ra mà nói, công nghệ trái nano tạo dựng nano của cha không phải là một sáng chế độc quyền. Nhiều người cứ hay lấy hù Dũng ấy, bao đi kiện, bao luôn. Bây giờ Dũng cứ nói đó, bây giờ cứ đây này, tôi Phạm Thiên Dũng hiện tại đang điều trị, hỗ trợ bệnh nhân ung thư điều trị bằng công nghệ trái nano tạo dựng nano của cha Tường. Rồi kiện đi, cứ Dũng sẵn sàng Dũng đi. Và trong cái tờ đó quý vị, trong cái tờ mà gọi là nhãn hiệu á, nó chỉ nhãn hiệu cái logo là gồm cái logo hình ảnh của cha, hình ảnh cái màu sắc đó thôi. Và người ta đóng ngoặc mở ngoặc này, không bảo hộ bản quyền cháo nano, thảo dược nano, rất rõ ràng. Thế nhưng người ta đang đánh tráo cái khái niệm để hạ uy tín phòng khám,
Nhưng ở đây toàn là những người sáng suốt và thông minh, chỉ có chị sợ bệnh nhân lo lắng mà thôi. Cho nên Dũng nói bệnh nhân hoàn toàn yên tâm, cứ đến đây chúng tôi hoàn toàn hỗ trợ bằng tháo dược nano và cano của trang phi rồng mới tưởng. Mọi người yên tâm nhé. Nhưng nói thì nói thế thôi, đó là một cái sườn quý vị. Chá nano và tạo dựng nano của cha phi đô là một cái sườn. Thực sự bí quyết kèm theo, cha không có truyền cho ai hết, chỉ có các thầy ở đây biết thôi. Nếu như chỉ dựa vào chá nano và tạo dựng nano mà bệnh nhân ung thư mà còn đạt hiệu quả cao hoặc lên tính, thì nhà nhà người người ở nhà không tự chữa, tự làm rồi, không cần phải đến đây. Đó là cái sườn thôi quý vị. Cha rất là thông minh ở chỗ đó, cha chỉ bí quyết đó riêng cho mỗi người. Và đến đây mọi người thấy đấy, đâu có phải sử dụng mỗi cháo nano và tháo dược nano đâu, phải không? Rất nhiều phương pháp, ai được điều trị đây rồi sẽ biết đó. Ngoài này ăn uống phải là thực dưỡng này, rồi tập dưỡng sinh này, được xoa bóp bấm huyệt châm cứu, sử dụng thêm y học cổ truyền, kể cả thiền, và từ nhiều thứ lắm, mỗi người mỗi cái khác nhau. Cơ thể chúng ta từ chữa lành không thể bằng mỗi cháo nano và tháo dược nano được, nó phải bằng liều kỳ, bằng tâm lý nữa. Nếu như hôm nay chúng ta đến đây mà còn nghi ngờ, ủa không biết chá nano, tháo dược nano nó có hiệu quả hay không, chúng ta cứ không tin tưởng hoặc không tin tưởng, thì rõ ràng không thể nào hết bệnh. Một thống kê sử dụng được biết, khi mà trong thời gian qua những hội thảo khoa học, Dũng được tiếp xúc với một số giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, thì bác sĩ Trần Văn Phúc hiện tại đang công tác tại bệnh viện Saint Paul, Hà Nội. Dũng có buổi gặp gỡ vì hiện tại Dũng đang làm việc ở là cũng là các mọi người biết là trưởng ban truyền thông của Viện Khoa học Chăm sóc Sức khỏe Việt Nam, nơi mà ông Ma Doãn Quý làm viện trưởng, Dũng thì đang làm trưởng ban truyền thông ở đó. Và anh Ma Doãn Quý là bạn thân với bác sĩ Trần Văn Phúc, công tác ở bệnh viện Saint Paul. Thì trong một lần ngồi nói chuyện với bác Phúc thì bác Phúc có nói rằng theo thống kê của từ năm 2020 thì người Việt Nam mình á, Việt Nam mình cứ 3 phút, cứ 4 phút là có một ca nhiễm ung thư, và cứ 4 phút là có một người tử vong vì bệnh ung thư. Ghê gớm không quý vị? Khi mà Xuân Dũng đang nói chuyện như vậy là có bao nhiêu người tử vong vì ung thư rồi đó, và bao nhiêu ca bệnh mới rồi đó quý vị. Đó là điều đầu tiên. Và điều thứ hai nữa, bác Phúc nói thế này, bệnh ung thư có thể, bác dùng cái từ có thể chữa hết nếu phát hiện sớm, và tỷ lệ nó đạt khoảng 30-35%. Đó là theo Tây y, đó là theo Tây y của bác Phúc nhé. Thì lúc đó Dũng mới trò chuyện, Dũng mới đưa cái phương pháp của cha Thiên Đô ra để trò chuyện với bác Phúc. Sắp tới mọi người sẽ thấy Dũng lên ngồi trò chuyện bác Phúc nhé, ở trên kênh YouTube của Dũng luôn. Thì Dũng mới nói chuyện với bác Phúc thì bác Phúc mới nói thế này. Thực sự trước đây bác là một người rất là mê đông y, và trước đó đúng ra bác phải đi theo đông y đó. Nhưng mà tại vì bác thích Tây y, là vì hồi đó bác thích cái mổ xẻ phẫu thuật, và sau đó thì bác đi điều trị bằng cái liệu pháp khác. Bác đã từng đi du học ở nước ngoài rất là nhiều, và bác biết rằng đông y của chúng ta, đặc biệt là y học cổ truyền chúng ta, có nhiều bài thuốc và nhiều phương pháp rất tuyệt vời. Tuy nhiên có một điều rằng thiệt thòi cho đông y là các nhà nghiên cứu mà để mà tạo ra cái tiếng tăm, để mà vang đến tầng bộ khoa học công nghệ, hoặc là đến sở bộ y tế, hoặc đến chính phủ của chúng ta, để mà có kết quả lâm sàng rất ít, chỉ có cha phi rô của chúng ta làm được. Mọi người thấy tất cả ở đây vào là phải có kết quả đầu vào, trong quá trình điều trị hoàn toàn là theo y học cổ truyền, đúng không ạ? Cháo nano, thảo dược nano và kết hợp với ABC đó. Rồi đầu ra là cũng là kết quả dựa trên kết quả của bệnh viện tơ của Tây y họ kết luận đó. Tuy nhiên thì cha đã mất đi quá sớm, và hình như cái đó để dành cho các thầy ở đây, và sứ mệnh cho các thầy là tiếp nối con đường của cha. Chúng tôi làm ở đây hoàn toàn yêu thương, chứ không vì tiền, cho nên chúng tôi rất cần sự ủng hộ bằng tinh thần của tất cả mọi người, và nếu được vật chất thì càng quý. Tại vì chúng tôi suy nghĩ thế này, vật chất có bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, không gắng. Ví dụ có người có thể hỗ trợ được 10 người, chúng tôi hỗ trợ 10 người.
có đủ 20 người chúng tôi hỗ trợ 20 người, không gắn. Đó. Cho nên nếu mà chúng ta gắn thì lúc đó chúng ta lại phát sinh ra những cái là tiêu cực. Ví dụ như là tìm cách để lấy tiền của bệnh nhân. Đó. Cho nên là ở đây chúng tôi rất mong sự ủng hộ về tinh thần của quý vị. Và nếu được vật chất thì càng tốt. Rồi, thì một câu nói của cha trước khi đi mấy tuần, hình như mấy ngày cha có nói một câu rằng sắp tới không biết cha còn sống hay không. Khi cha về với Chúa thì các bệnh nhân hoàn toàn yên tâm, vì ở đây các học trò của cha sắp tới sẽ hơn cha, họ sẽ tài giỏi hơn cha. Có ai xem cái đoạn đó của cha nói không ạ? Có đúng không ạ? Và một minh chứng là điều đó, chính hôm nay các thầy đã hỗ trợ cho 19 ca ra viện đạt kết quả cao, không có hình bóng cha ở đây, nhưng không có sự chỉ dạy chỉ dẫn của cha trực tiếp ở đây, nhưng các thầy đã làm điều tuyệt vời đó. Mọi người đã thấy các thầy giỏi không ạ? Một tràng vỗ tay hết mình. Cha cũng có nói với Xuân Dũng, thì Xuân Dũng cũng chia sẻ, thì cha có nói rằng là những người thầy, các học thầy ở đây là học trò của cha, thì cha có nói rằng là các thầy thì cái điều kiện quý vị chắc là không bằng con, cho nên nếu được con hãy cố gắng học càng nhiều càng tốt để về hỗ trợ với các thầy. Đó là cái cha nói. Dũng nói điều kiện ở đây không phải là cái gì hết, chắc là cha thấy rằng là Dũng có thời gian nhiều, Dũng đã có gia đình ổn định, kinh tế cũng ổn định, cho nên cha nói như vậy. Và Dũng đã học, và sắp tới thì Dũng cũng sẽ vẫn ở đây một thời gian tầm khoảng độ 3 tháng nữa. Dũng đã đăng ký một cái khóa học du học ở Ấn Độ, Ayurveda, y học cổ truyền Ấn Độ, đăng ký rồi, đã có visa rồi. Thì mọi người có ai biết Ayurveda đấy không? Y học cổ truyền Ấn Độ không ạ? Dũng học phải 2 năm ở đó, nhưng mà cứ 1 năm học 3 tháng thôi. Một năm học 3 tháng. Thì Dũng muốn rằng là mình cố gắng tiếp thu học hỏi, không phải vì trục lời cho bản thân mình. Dũng có hứa với tổ nghiệp cũng như hứa với cha, không bao giờ lấy tiền của bệnh nhân như ý cha. Kể cả Dũng làm ở nhà hay làm ở đây, không hề lấy, chỉ là yêu thương cho không, tuyệt đối yêu thương cho không, không lấy tiền bất kỳ một ai. Có người tới nghèo tới, họ tới đi xe tới xin thuốc, không có tiền Dũng còn cho thêm 1 triệu để đi xe về nữa. Đó là nói chuyện có thật. Cho nên là hoàn toàn yêu thương chứ không. Và Dũng cũng muốn rằng những cái kiến thức mình học để hỗ trợ cho bệnh nhân, tại vì phương pháp càng nhiều càng tốt, miễn nó đừng có đối nghịch nhau là được. Đó. Dũng y học cổ truyền thế. Dũng có đăng ký đi học ở Trung Quốc, y học cổ truyền ở Trung Quốc, nhưng mà tiếng Trung của Dũng cũng đạt, tức là mình chưa có tiếng Trung chờ lâu quá. Tiếng Anh thì Dũng cơ bản là được. Cho nên là tại vì Dũng đã học, trước đó Dũng cũng đã có cái bằng tiếng Anh rồi, cho nên là cũng tàm tàm, cho nên là về giao tiếp thì ấy, bây giờ giống như về cái y học thì mình phải bổ sung thêm, trau dồi thêm nữa thôi, về các một số thuật ngữ của chuyên ngành y khoa thì cần học thêm. Thì đó là những cái ý kiến mà Dũng nói như vậy. Và hôm nay rất là cảm ơn thầy Thanh đã dành cho Dũng một chút thời gian để tâm tình với quý vị cùng với bệnh nhân để hiểu rõ hơn trong cái lộ trình của phòng khám. Phòng khám sẽ luôn luôn cầu thị, luôn luôn cầu thị sẽ đón nhận những cái ý kiến đóng góp của tất cả mọi người để hoàn thiện hơn, vì chúng tôi còn trẻ, còn thiếu kinh nghiệm. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và cảm ơn. Xin được cảm ơn phần phát biểu rất là chân tình, cũng như là những cái tâm sự thật lòng từ đáy lòng của thầy Phạm Xuân Dũng dành cho tất cả quý bệnh nhân. Kính thưa quý bệnh nhân thân mến, do cái thời lượng của chương trình buổi lễ nó cũng hơi kéo dài, cho nên là quý bệnh nhân nào có cảm thấy mà trong người cần được nghỉ ngơi thì mình cứ mạnh dạn mình vào phòng của các thầy có giường để mình nằm. Còn nếu trường hợp mình có thể ngồi tham dự được thì mình tham dự chọn buổi lễ ngày hôm nay. Tiếp theo buổi lễ là phần công bố danh sách tri ân cái chương trình in sách công nghệ cháo nano, thảo dược nano. Thì như thời gian vừa qua, các thầy có chương trình là tái bản lại cái quyển sách này
thì cũng đã lên chương trình nhiều lần trong 2 tháng vừa qua. Thì ngày hôm nay chính thức là đã đủ kinh phí để mà in sách, cho nên cũng xin ngưng không nhận kinh phí để mà mình in sách. Hôm nay sẵn có đông bệnh nhân cũng như là quý cộng đồng mạng theo dõi kênh của thầy Xuân Dũng, trợ lý Cha Tường, thì Thanh và các thầy công bố cái chương trình in sách là trong giữa tháng 9, khoảng từ ngày 10 cho tới ngày 15 thì chương trình in sách sẽ được nhà xuất bản tái bản lại 1.000 quyển. Và 1.000 quyển này trước tiên thì các thầy sẽ lên danh sách gửi tặng cho quý mạnh thường quân, quý ân nhân và nhà hảo tâm đã từng gắn bó đồng hành cùng với Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường ngày trước và tiếp tục đồng hành cùng với quý thầy, thì các thầy sẽ ưu tiên tặng. Và nhóm đối tượng kế tiếp là các thầy sẽ tặng cho các bệnh nhân hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị tại phòng khám, giống như là các bệnh nhân ngày hôm nay. Chúng ta dành tràng pháo tay. Bởi vì các bệnh nhân hoàn thành chương trình hỗ trợ ngày hôm nay là một nỗ lực rất lớn, cũng như là có sự cố gắng và lắng nghe các thầy và thực hiện đúng theo chương trình hỗ trợ điều trị. Tất nhiên cũng sẽ có rất nhiều và rất nhiều các cô bác đến đây nhưng do cũng thực hiện đúng phác đồ, nhưng do căn bệnh mình nặng, mình không có cơ hội để mình hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị ở đây. Thì các thầy rất là trân trọng những sự cố gắng của bệnh nhân ngồi đây cũng như các bệnh nhân còn lại đang ngồi ở phía dưới. Nhưng trước tiên là các bệnh nhân hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị sẽ nhận một quyển sách, nhưng mà hiện tại thì sách chưa in kịp, mà các thầy đã hứa với các bệnh nhân rồi, cho nên sẽ giữ lời hứa là mỗi bệnh nhân hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị ở đây sẽ nhận trước một phiếu nhận sách, điền lại thông tin ở đây cho các thầy và một tờ để mình giữ, mình làm kỷ niệm với các thầy. Đó, đây là cái phiếu nhận sách. Thì lát nữa khi mà đọc công bố danh sách và các thầy sẽ phát cho mỗi người kèm theo một phiếu nhận sách. Khi mình về nhà mình cất cái phiếu này lại, mình làm kỷ niệm, mình có cơ hội mình tới đây, mình được các thầy chăm sóc cho mình, và khi ra về mình nhận được một quyển sách. Đó, mà cái quyển sách này Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường khi còn sống cho phép các thầy là học trò của cha ghi chép lại những gì cha đã dạy, cũng như là ghi chép lại cái quá trình làm việc của cha, và mong muốn rằng cái quyển sách đó sẽ lan tỏa vào trong cộng đồng để nhiều người biết đến cái phương pháp của cha. Giống như cha ngày trước, ngày năm 2017 cha bắt đầu cha trồng những cái loại rau hàng bông, rau củ quả đó, là lúc đó cha chưa có trồng thuốc, là lúc đó cha cho những cái rau hàng bông đó lên các nơi giống như là bếp ăn từ thiện ở các bệnh viện hoặc là nhà dưỡng lão hoặc là SOS. Thì cha có bật một cái bài hát rất là hay mà cha rất là yêu thích, đó là Hoa Cơn Mê đó. Cho nên là nếu như mà quý bệnh nhân nào ở đây mà nhớ cái bài hát đó, đó là ta sẽ thăm từng người, sẽ vô thăm từng nhà. Đó, thì đó cũng chính là lời cha mong muốn, mà chính là điều cha muốn làm, cha muốn thực hiện. Thì quyển sách này sẽ là cái phần lan tỏa cha đến thăm từng người, cha đến thăm từng nhà. Thì thầy muốn in lại cái bộ sách này tặng cho nhiều người hơn đi, tại vì cái số lượng nó cũng có giới hạn. Cho nên thì trước tiên là các quý mạnh thường quân, quý ương nhân đã từng giúp cho phòng khám, thì các thầy sẽ lên danh sách và gửi tặng cho từng người, và những bệnh nhân đã hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị ở đây cũng sẽ được một quyển. Bây giờ thầy sẽ đọc danh sách, công bố danh sách các mạnh thường quân, quý ân nhân và nhà hảo tâm đã ủng hộ trong cái chương trình in sách. Danh sách tri ân in sách công nghệ chám nano, thảo dược nano gồm có gia đình cô Trần Thị Kim Anh ở Mỹ, chị Vân Tô Lu ở Pháp,
gia đình chị Trần Thị Quân ở Biên Hòa, Đồng Nai, gia đình cô Nhi Hồ ở Mỹ, cô Phương Dung Nguyễn ở Mỹ, bác Trương Thanh Tân ở Trà Vinh, cô Đỗ Kim An ở Mỹ, anh Đặng Hoàng Anh, cô Phương Mai Hồ ở Mỹ, bác Tài Phan ở Mỹ, cô Tạ Mary Anna, cô Xuân, cô Hiền, cô Lan ở Mỹ, anh Nguyễn Hoàng Phong ở Thành phố Hồ Chí Minh, bác Joseph Huy Vũ ở Mỹ, cô Hồ Thị Quý ở Mỹ, anh Nguyễn Thiếu Nhật, bà Nguyễn Thị Trấn sinh năm 1943 và các mạnh thường quân cũng như nhà hảo tâm xin được giấu tên khác. Một lần nữa phòng khám các thầy xin được trân trọng cảm ơn các mạnh thường quân đã ủng hộ việc in sách này. Bây giờ thầy Xuân Dũng sẽ có vài lời phát biểu nha. Xin mời mọi người lắng nghe. Anh nói luôn đi. Tiếng luôn cả dạ. Nó còn bỏ qua thì dạ. Nó dở ha. Dạ. Tức là tại vì Xuân Dũng chưa có cập nhật thêm cho con thực thân. Dạ. Thì thưa quý vị, thưa mạnh thường quân thì trước đó một số mạnh thường quân có nói là gửi cho bác Xuân Dũng để nhưng mà Xuân Dũng lúc đó đang đi công tác ở Thái Lan, rồi sau đó về Thái Lan về cái là nhập viện luôn, cho nên là Dũng nói là có gì chuyển cho thầy thanh. Nhưng và trong lúc đó thì một số người đã chuyển trước rồi, nhưng mà Dũng chưa có kịp cập nhật qua cho thầy thanh thì Xuân Dũng cũng nói luôn kẻ rồi là hiểu nhầm. Tức là Xuân Dũng xin chân thành cảm ơn đến cô Như Ý Nguyễn ở Mỹ hỗ trợ $800, trong đó 400 dùng để hỗ trợ cho làm đường và $400 còn lại là ủng hộ cho làm sách. Rồi tiếp theo nữa thì về làm sách thì Dũng xin cảm ơn đến anh Phi ở Gò Dầu Tây Ninh ủng hộ 2 triệu đồng. Về làm đường thì xin chân thành cảm ơn đến Chế Mười ở Cà Mau 1.200.000 đồng và chị Quy là cháu của Chế Mười là 500.000 đồng. Đó. Còn này một số người khác thì liên hệ với Dũng thì Dũng đã nói chuyện thẳng về cho phòng khám rồi. Một lần nữa cảm ơn, xin rất là mong các ca mình thường quân lượng thứ vì cái sai sót này, nhưng mà cũng kịp thời đi chính kẻo hiểu nhầm. Xin chân thành cảm ơn. Sau đây là chương trình công bố danh sách của các bệnh nhân ra phòng khám. Thì như thường lệ thì thầy Thanh sẽ làm cái nghi thức mà cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã hướng dẫn cho các thầy trước đây, để giống như một cái sự ghi nhớ công ơn của cha đã dạy dỗ cho các thầy. Thì thầy xin được thông qua cái nghi thức đó và thông qua danh sách của các bệnh nhân ra phòng khám. Kính thưa cha, kính thưa cha Phêrô, sau một thời gian điều trị cho các bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn bằng công nghệ cháo nano, thảo dược nano hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, con xin thay mặt cho các y sĩ tại phòng khám xin kính trình cha Phêrô là người đã dày công nghiên cứu 20 năm để cứu giúp cho bệnh nhân ung thư. Khi đó cha Tường sẽ hỏi thầy rằng thầy có biết những anh chị em này có kết quả cao hay không? Kính thưa cha, sau một thời gian điều trị, các y sĩ trong phòng khám đã đưa bệnh nhân đến các bệnh viện lớn trong và ngoài tỉnh để kiểm tra lại tình hình sức khỏe của các bệnh nhân. Và sau khi nghiên cứu, các y sĩ trong phòng khám của chúng con kết luận các bệnh nhân này đã hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị và đạt kết quả cao. Xin được kính trình lên cha. Sau đây ông Bùi Văn Thưởng sẽ đọc danh sách, thông qua danh sách của các bệnh nhân vừa được hoàn thành. Kính thưa quý vị đại biểu, quý bệnh nhân và người đôi thân mến, thì trong phép ông thay mặt phòng khám xin gửi lời chúc đến 20 bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ điều trị đạt được hiệu quả cao. Thì hiện tại hôm qua
thiện về chỉ có người bạn ta thôi, nhưng mà tới tối hôm qua những bệnh nhân đi khám những cái bệnh viện về thì có một số ca đạt hiệu quả. Đến thời điểm này là chúng ta được 20 ca đạt được hiệu quả cao ạ. Cho phép con xin chúc các cô chú anh chị đạt hiệu quả cao nhà mà cô chú thì xin đứng lên nhà cho được không? Thứ nhất một là chú Mai Trung Chính, 71 tuổi, quê ở Lâm Đồng, bệnh lý là ung thư da bàn tay phải, di căn phổi, là bệnh viện mà hồ sơ ban đầu để xác định đó là bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà bệnh nhân sau khi hoàn thành bắt đầu điều trị cho đi khám lại là bệnh viện Ngư Tâm. Hai là cô Nguyễn Thị Quân, 72 tuổi, quê ở Lâm Đồng, bệnh lý trước khi điều trị là ung thư niệu đạo và bệnh viện được chẩn đoán bắt đầu đó là bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2. Bệnh viện sau khi hoàn thành pháp đồ điều trị cho em khám lại là bệnh viện Đa Khoa Trung Tâm. Ba là chú Hoàng Văn Quân, 68 tuổi, quê ở Thanh Hóa, bệnh lý là ung thư phổi phải, di căn màng phổi, màng não, xương thái dương và phần mềm da đầu. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Phổi Trung ương. Bệnh viện sau khi hoàn thành ba câu điều trị là bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh. Bốn là chú Trần Quang Thức, 56 tuổi, quê ở Ninh Bình, bệnh lý ban đầu là u ác phế quản, di căn trung phát. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Quân Y Nam. Bệnh viện sau khi hoàn thành phác đồ điều trị là bệnh viện Đa Khoa Trung Tâm. Năm là cô Nguyễn Thị Thu Vân, 51 tuổi, quê ở Cần Thơ, ung thư vú, di căn hạch nách. Bệnh viện thăm khám là bệnh viện ban đầu là bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Và bệnh viện sau khi hoàn thành phác đồ điều trị là phòng khám Đa Khoa Em Biết Hoàn Hảo. Sáu là cô Nguyễn Thị Hồng, 71 tuổi, quê ở Đồng Nai, ung thư biểu mô tế bào gan. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Đa Khoa Thống Nhất. Bệnh viện sau khi hoàn thành bắt đầu điều trị cho đi thăm khám lại là bệnh viện Đa Khoa Thống Nhất. Bảy là chú Trần Văn Đính, 60 tuổi, quê ở Lâm Đồng, ung thư phế quản và phổi. Bệnh viện chẩn đoán ban đầu là bệnh viện Gia An 115. Bệnh viện sau khi hoàn thành bắt đầu điều trị cho đi thăm khám là bệnh viện Thiên Anh. Tám là anh Lê Tiến Linh, 37 tuổi, quê ở Lâm Đồng, ung thư đại tràng di căn hạch cổ hai bên. Bệnh viện xác định trước khi vào phòng khám là bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện sau khi hoàn thành pháp đồ điều trị cho đi thăm khám là bệnh viện Minh Tâm. Chín là chú Nguyễn Văn Thanh, 54 tuổi, quê ở Nam Định, ung thư đáy lửa trái. Bệnh viện trước khi điều trị thăm khám đi trước khi điều trị chị là bệnh viện Đa Khoa Y Hà Nội. Bệnh viện sau khi hoàn thành bắt đầu điều trị cho đi thăm khám lại là bệnh viện Thiên Anh. Mười là anh Đinh Mạnh Sơn, 38 tuổi, quê ở Đắk Nông, ung thư gan đa ổ, di căn phổi. Bệnh viện xác định ban đầu là phòng khám Đa Khoa Em Biết Hoàn Hảo. Sau khi hoàn thành bắt đầu điều trị cho đi thăm khám lại là bệnh viện Đa Khoa Thiên Anh. 11 là cô Trần Thị Thúy, 61 tuổi, quê ở Kiên Giang, ung thư ác đại tràng. Bệnh viện trước khi vào phòng khám là bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 2. Bệnh viện sau khi hoàn thành bắt đầu điều trị cho đi thăm khám lại là bệnh viện Thiên Anh. 12 chú Trần Văn Sơn, 62 tuổi, quê ở thành phố Cần Thơ, ung thư biểu mô tế bào gan
não. Bệnh viện xác định ban đầu là bệnh viện ung bướu thành phố Cần Thơ và bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh viện sau đi vào thành phát lầu điều trị cho nên mới đáp lại là bệnh viện đa khoa Thiên An 13, anh Nguyễn Kim Hoàng, 51 tuổi, quê ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ca gan, sơ gan. Phòng bệnh viện thăm khám ban đầu xác định là bệnh viện đa khoa Em Biết Hòa Hảo và bệnh viện quân y 175. Và bệnh viện sau khi hoàn thành các loại điều trị cho nên đã gọi là bệnh viện phòng khám đa khoa Em Biết Hòa Hảo 14, cô Ngô Thị Lành, 66 tuổi, quê ở Nghệ An, ung thư ác của thân tụy. Bệnh viện xác định ban đầu là bệnh viện quân y 4 và bệnh viện trung ương quân đội 108 và bệnh viện ca Tân Triều. Bệnh viện sau khi hoàn thành các điều trị cho nên thăm lại là bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh. 15, cô Ngô Xuân Ngụ, 71 tuổi, quê ở Nghệ An, ung thư biểu mô tế bào gan, sơ gan. Bệnh viện xác định ban đầu là bệnh viện quân y 4 và bệnh viện ca Tân Triều. Bệnh viện sau khi hoàn thành phác đồ điều trị cho đi khám khám thăm khám lại là bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh. 16, cô Nguyễn Thị Ngọc, 71 tuổi, quê ở Quảng Ngãi, ung thư thực quản. Bệnh viện xác định ban đầu là bệnh viện Chợ Rẫy tỉnh, bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh viện sau khi mà hoàn thành phác đồ điều trị cho đi khám lại là bệnh viện Chợ Rẫy. 17, cô Hoàng Thị Trữ, 73 tuổi, quê ở Khánh Hòa, ung thư buồng trứng. Bệnh viện xác định ban đầu là bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện thăm của sau khi hoàn thành phác đồ điều trị cho đi thăm khám lại cũng là bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. 18, anh Nguyễn Văn Hải, 52 tuổi, quê ở Vĩnh Long. Sang hôm phần mềm Quỳnh Thái Dương, bệnh viện xác định ban đầu đó là bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn thành phác đồ điều trị để xác định lại là bệnh viện đa khoa Trung Tâm. 18, 19, cô Võ Thị Bạch Lan, 55 tuổi, quê ở Vĩnh Long, ung thư tuyến giáp thị trái. Bệnh viện xác định ban đầu là bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn thành phác đồ điều trị để xác định lại là phòng khám đa khoa Em Biết Hòa Hảo 20 là anh Nguyễn Thanh Tùng, 39 tuổi, quê ở Lai Châu, ung thư phổi và phế quản. Bệnh viện xác định ban đầu là bệnh viện ca Tân Triều. Bệnh viện sau khi hoàn thành phác đồ điều trị để đi thăm khám lại là bệnh viện Nguyên Tâm. Dù qua thì không sửa thông qua cái danh sách là 20 cô chú anh chị đã hoàn thành phác đồ điều trị đạt được những quá cao trong phòng khám. Con xin nói sau đây thầy Nguyễn Thanh Quý sẽ có đôi lời phát biểu chúc mừng và cũng như dặn dò quý bệnh nhân. Xin được kính mời thầy. Thầy Quý xin trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em và các bệnh nhân thân mến. Hôm nay là một ngày vô cùng vui mừng và hân hoan. Thầy xin chúc mừng cho 20 bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ đạt hiệu quả cao. Và thầy xin cũng có đôi lời nhắn nhủ với các bệnh nhân của mình khi mình ra về để đoàn tụ với gia đình đó, thì mình cố gắng gìn giữ cái kết quả sức khỏe của mình hiện bây giờ để giữ cái kết quả mà cái sức khỏe mà khi mà mình đã đến đây trong 3 tháng để mà đưa cái dòng máu của mình về dòng máu kiều hóa để khống chế căn bệnh ung thư. Và khi mình về đến nhà rồi mình phải tiếp tục mình gìn giữ và tiếp tục để mà khống chế và loại bỏ cái bệnh ung thư của mình và để kéo dài cái sự sống của mình. Và bên cạnh đó thì bệnh nhân mình
đã từ cái cõi chết, cái lưỡi hái tử thần của mình đã không còn gỡ đến mình nữa, thì mình phải tiếp tục mình tiến về cái đời sống tích cực hơn, là mình vừa ăn cây cỏ, trái cây mang hạt giống, và mình cũng phải bên cạnh đó chúng ta cũng phải biết tu tập đời sống của mình bằng cách là yêu thương và cho không, thì khi đó cái giá trị của con người của mình, tại vì con người của mình sinh ra và chết đi không phải là hết, mà chúng ta còn cái sự sống đời đời ở đời sau nữa. Cho nên trong mỗi chúng ta ai cũng phải có cái sự chuẩn bị khi chúng ta còn ở trên thế gian này, để chúng ta khi mà chết đi á, thì chúng ta có cái hành trang qua thế giới về nước thiên đàng, còn bên đạo Phật gọi là về Tây Phương, thì chúng ta cũng có những cái phước báo để mà chúng ta có cái sự sống. Còn nếu như chúng ta mà về nhà rồi mà chúng ta quay trở lại con đường cũ, vẫn như là mình vẫn ăn tự do rồi mình cũng không có tu tập thêm, thì rất là uổng. Và cái đó thì các bệnh nhân thì có đi theo các người nuôi chăm sóc nè, mình đã đến đây mình hiểu về cái pháp đồ, cái công nghệ của cha rồi, vì sao mà ngăn chặn và chữa lành được cái căn bệnh ung thư, thì đơn giản thôi, thì mình chỉ cần thay đổi thức ăn kiềm quá cơ thể mình, thì mình khi mà xét nghiệm máu ra cái độ pH của mình kiềm quá thì đâu có bệnh tật nào mà nó xâm nhập vào cơ thể mình được. Bên cạnh đó, ở trên thế giới các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu có một cái bộ tập, đó là cái bộ tập Cori, thầy cũng không biết, quên là ở đất nước nào rồi. Giờ thông tin mạng thì nó rất là phát triển, mọi người chỉ cần gõ vô cái bộ tập Cori thôi. Ở trong đó tại sao họ sống tuổi thọ rất là cao, hơn 100 tuổi mà không có bệnh tật gì hết, tại vì họ ăn thức ăn là ăn cây cỏ, trái cây mà hạt giống, cơ thể họ hiệu quả từ thế hệ mà ông bà tổ tiên cho đến thế hệ nói tiếp sau, họ không có bệnh tật gì hết, ít lắm. Và cuối cùng thầy cũng xin chúc mừng cho toàn thể quý ông bà anh chị em thật nhiều sức khỏe và tàn đầy hồng ân của vị Chúa. Xin được cảm ơn thầy Nguyễn Thanh Quý rất là nhiều. Thầy Nguyễn Thanh Quý ngày càng nói mạnh dạn hơn và nhiều ý nghĩa hơn. Chúng ta dành một tràng pháo tay một lần nữa cho thầy. Sau đây xin mời bác Tô Phú Quế có đôi lời phát biểu cùng với quý bệnh nhân. Bác cũng đã đồng hành cùng với phòng khám trong những ngày đầu tiên phòng khám được phục dựng. Con xin được mời bác. Trước tiên cảm ơn thầy cổ của phòng khám cha đình yêu thương cho con, cho tôi có một chút thời gian để tâm sự với các bệnh nhân cũng như người nuôi bệnh. Thì trước tiên tôi xin chúc mừng 20 bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ điều trị và có đạt được kết quả tốt. Đó là một niềm vui của tập thể các y bác sĩ ở tại phòng khám, cũng như là niềm vui của các thân nhân của các bệnh nhân hôm nay được về với gia đình. Tôi xin đề nghị cho một vòng pháo tay để chúc mừng hai bệnh nhân. Và xin cảm ơn, tôi cũng đã xin nhắc nhở một số 20 bệnh nhân hôm nay về, thì dù qua có một số anh chị em bệnh nhân đã xuất hiện về, thì có điện liên hệ với tôi để nhận các cái dược liệu về để uống tiếp tục. Thì tôi có nhắn nhủ một số người là về lại bỏ phát đồ, thì như vậy bỏ phát đồ rất là phí cho công của các mạnh thường quân, cũng như phí cái công lao của các thầy cũng như các đội ngũ đang phục vụ ở phòng khám này. Các anh chị biết không, hôm nay được 20 người ra đây, trước đây là khoảng 10 ngày tôi đã được thông tin của các anh chị em ở đây nói là 10 ngày rất là nôn nức muốn về với gia đình, nên bên cạnh đó chờ ngày hôm nay để mà được làm lễ cho các anh chị hoàn thành phác đồ.
Thì như vậy đó, các anh chị tôi biết rất là mừng, nhưng mà ở đây các thầy ở đây mừng hầu như là theo như tôi nói là có thể không ngủ được, tại vì các anh chị về đó, thầy thanh điện báo bác ấy, bác bối ơi, lần này được về được 15 người nữa bác bối ơi, thầy rất là mừng, rồi thầy thưởng, rồi thầy hạnh các thầy ở đây điện cho mình, nói chung là người ta chia sẻ cái niềm vui. Thì qua đó thì tôi hy vọng là mình đừng phụ lòng các thầy, các đội ngũ ở đây cố gắng giữ phát đồ. Còn nếu mình muốn ăn thêm hoặc uống thêm bất cứ cái sản vật gì đó thì nên hỏi ý kiến của các người đang điều trị cho mình, chứ đừng nên Google là thầy nhưng mà mình cũng mới chọn lựa. Rồi có một số về người về nào là uống mật ong, nào là uống tổ yến gì đó, nhưng mà nói nãy giờ thấy công việc ở đây nó cũng hơi căng căng. Thì tôi nói một cái câu chuyện này vui cho các anh chị nghe. Thường thường thì ăn tổ yến là nó là quý, nhưng mà thật ra là mấy ông thanh niên giống như tôi nè, về thường là nịnh vợ, nói vợ là tổ yến, tức là tổ yến là tổ yến rồi, còn mấy cái cô trong ngoài đường á là toàn rau cỏ không à. Nhưng mà thường thường bệnh á mới về ăn tổ yến, chứ thường mấy ông đi ở ngoài ăn rau cỏ không à. Thì như vậy tôi đang nói vấn đề là các cô anh chị cố gắng mình ăn làm sao cho nó đúng với cái phác đồ của các thầy đây hướng dẫn. Tại vì các anh chị mà ở đây 3 tháng mà các anh chị về rồi mà các anh chị sang ăn sai lệch một cái á, là nó rất là phí công các anh chị. Mà mình ở đây thật nói tôi nói dùng cái danh từ điều trị thì nó không đúng, nhưng mà hỗ trợ thì như vậy ít ra nó cũng kéo dài sự sống cho các anh chị ở đây. Kéo dài sự sống để làm gì? Để mình giúp cho gia đình, mình giúp cho xã hội. Và cái thứ ba nữa là cái chuyện công việc làm. Thì ở đây là mỗi người mỗi khác nhau, mỗi hoàn cảnh cũng khác nhau. Có những người có đủ ăn đủ mặc, có những người rất nghèo, có những người về phải đi làm hồ, làm vất vả rất là vất vả. Thì thôi bây giờ nếu mình tỉnh dậy thì mình về mình đổi hướng. Nếu mà trước kia mình làm hồ thì giờ mình làm không nổi nữa thì mình chuyển qua đi lọt học điều, hay đi bán vé số, hay giữ con cháu gì đó nó nhẹ nhàng lại chút xíu. Đừng để lấy cái sức của mình ra làm rồi không có sức khỏe mà để đi làm được, rồi nghe lời người này kia ăn vô thì nó lại rút ngắn sự sống của mình. Đó là những điều tôi tâm sự với bệnh nhân cũng thời gian có hạn. Và trước khi dứt lời thì hôm nay công ty của mình có đem xuống để gửi cho những người nuôi bệnh. Còn những người bệnh có thể uống được hay không thì phải hỏi lại các cái điều dưỡng. Ở đây mình có đem lại hai loại nước, một là loại nước đinh lăng, hai là loại nước gạo nước tím mà các quý vị đang ăn cháo ở đây, để gửi tặng cho các người của mình cũng như các bệnh nhân nếu ai dùng được. Đó là cái tấm lòng của mình gửi đến cho các bệnh nhân cũng như người bệnh hôm nay. Xin chân thành cảm ơn. Cái món quà là hai loại nước đó sẽ được phát cho quý người nuôi sau khi buổi lễ hoàn thành. Để tiếp tục chương trình thì thầy Thanh sẽ giải trình một ca tiêu biểu trong số 20 ca bệnh nhân có mặt ở đây để mình thấy được cái kết quả cuối cùng của bệnh nhân đạt được khi được chương trình hỗ trợ điều trị đạt kết quả cao trong phòng khám là như thế nào. Thông qua đó mình sẽ phấn đấu để mình đạt được kết quả đó, và khi về nhà mình cũng giữ phác đồ. Đó là mong muốn của các thầy dành một chút thời gian để giải trình. Do thời gian cũng hơi kéo dài cho nên quý bệnh nhân nào có mệt thì mình sẽ vào phòng của các thầy nghỉ ngơi. Và sau khi thầy giải trình xong, chúng ta sẽ nghe phần phát biểu ý kiến rất là quan trọng của phái đoàn dinh dưỡng đến từ Trà Vinh. Đó là cái chương trình sắp tới là vậy. Khi mà các thầy cho một ca bệnh nhân hoàn thành cái chương trình hỗ trợ điều trị thì bệnh nhân đó phải đạt được các cái điều kiện như sau và chẩn đoán tại các bệnh viện lớn trong hoặc ngoài tỉnh. Các thầy không có quy định cho bệnh nhân mình phải đi bệnh viện này hay bệnh viện kia, mà bệnh nhân phải chủ động xem xét lại mình điều trị ở bệnh viện nào và mình sẽ khám tại bệnh viện nào là do bệnh nhân quyết định. Các thầy sẽ giới thiệu một số bệnh viện thôi. Thì thầy lấy một cái trường hợp tiêu biểu để phân tích nha. Trong số 20 bệnh nhân, đây là bệnh nhân Võ Thị Bạch Lan. Võ Thị Bạch Lan. Rồi, xin mời cô Võ Thị Bạch Lan đứng lên cho mọi người được thấy ạ.
Dạ. Ở Vĩnh Long nha, cô ở quê ở Vĩnh Long. Cô quê ở Vĩnh Long. Thì cái ngày đầu tiên, rồi cô lên đây cô đứng cho mọi người nhìn cô chút đi. Chúng ta dành tràng pháo tay dành cho cô cũng như là các bệnh nhân hôm nay. Rồi, cô ngồi lại đi. Cô Võ Thị Bạch Lan, 55 tuổi nha, quê ở Vĩnh Long. Sẽ còn rất nhiều trường hợp khác mà thầy muốn phân tích, nhưng giờ thời gian thời lượng không có hạn giới hạn á, nên thầy chỉ lấy một trường hợp thôi. Cô có hồ sơ đầu vào. Hồ sơ đầu vào của cô là tại bệnh viện Ung Bú nha, bệnh viện Ung Bú cơ sở 1 Ung Bú. Đã chẩn đoán cô là bị ca nè, tuyến giáp trái. Trong tuyến giáp á, nó có eo giáp, đây là cái phần eo giáp nè, tuyến giáp. Đây là eo giáp, bên đây là tuyến giáp phải, bên đây là tuyến giáp trái. Thì cô bị ca tuyến giáp bên trái với kích thước nè, kích thước D 51 nhân 30 mm. Đó là cái kích thước của tuyến giáp bên trái là ung thư nha. Và cái ngày chẩn đoán là ngày 27 tháng 5. Thì cô vô phòng khám hỗ trợ điều trị là ngày 1 tới tháng 6. 1 tây tháng 6 đến nay là 27 tây tháng 8. Đó. 27 tây tháng 5 là cô có một cái khối u, mà này là ung thư nha. Được xếp phân loại nè. Có trong bảng phân loại của tuyến giáp á, nó có T-RAC 1 cho tới T-RAC 6 2 3 4 5 6. Từ T-RAC 1 cho T-RAC 6, T-RAC 1 là lành tính hoàn toàn, T-RAC 2 là lành tính, 3, 4, 5 là lành tính, có trong đó có mức độ ác tính nữa, 4 đến 5 là ác tính cao hơn, còn 6 là ác tính hoàn toàn nha, ác tính hoàn toàn, coi như là không còn lành tính nữa mà là ác tính luôn. Thì cái khối này nè của cô là ở nằm ở bên trái đó, là nó là ác tính hoàn toàn, đó. Còn cái số 1 bên là lành tính nha. Lành tính. Đây là cái kích thước ban đầu, và nó làm cho cái chức năng tuyến giáp là Free T4 tăng. Free T4 tăng. Free T4 là chức năng tuyến giáp. Và một cái nhân giáp bên trái, bên phải. Bên trái là ung thư, bên phải là một cái nhân giáp 9 mm nha. Bên trái là ung thư là 51 mm, bên phải là 9 mm. Thì trong cái thời gian mà hỗ trợ điều trị ở đây đó, thì cái ngày cũng mới đây thôi, là ngày 26 tháng 8, tức có nghĩa là trước cái ngày mà ra phòng khám một ngày đó, trước ngày ra phòng khám một ngày đó, thì khi đó cô đi kiểm tra ở tại Medic Hòa Hảo nha, Medic Hòa Hảo ở thành phố đó. Trước đó là bệnh viện Ung Bú nè, sau cô đi kiểm tra tại Medic Hòa Hảo. Ở đây tất cả các kết luận của các bệnh nhân không phải do các thầy tự chẩn đoán, mà do kết quả đầu vào và đầu ra do các bệnh viện chẩn đoán, và dựa trên đó các bệnh nhân có thể tự mình kiểm tra lại các cái kết quả đó, cũng như là ở gia đình có những ai làm trong ngành y, các bác sĩ đó, thì có thể xem lại những cái kết quả hồ sơ đó. Và bệnh nhân là giữ cái giấy tờ gốc, các thầy chỉ kem vào máy thôi. Thì cái ngày 26 nè, tháng 8, cái mục tiêu của bệnh nhân ra phòng khám có 3 mục tiêu chính. Thứ nhất là bệnh nhân không di căn vào các cơ quan khác, là bắt buộc phải có trong thời gian hỗ trợ điều trị, không thấy tiến triển thêm của bệnh lý ở các cơ quan khác. Cái thứ hai là không phát triển thêm về mặt kích thước của khối u. Và cái thứ ba là các cái chỉ số dấu ấn ung thư trở về ngưỡng bình thường, âm tính đó. Thì cái kết quả đầu tiên của cô đó là không di căn nha. Không di căn. Tại vì các thầy cho đi làm là bao gồm có xét nghiệm máu nè, siêu âm nè, X quang phổi nè, siêu âm ổ bụng, siêu âm tuyến giáp,
và X quang phổi thì kiểm tra ra là không thấy gì căng. Cái kế tiếp là cái chỉ số thyroglobulin. Thyroglobulin là chỉ số của ung thư tuyến giáp âm tính. Đó là hai điều kiện. Và cái điều kiện thứ ba về mặt kích thước nè, cái khối u này nè hồi trước là 51, à nó còn thêm một cái nữa, đó là hạch, di căn hạch nha. Ung thư tuyến giáp bên trái bên phải là một cái nhân giáp và cái hạch, hạch cổ trái nha, hạch cổ trái à. Hạch cổ là nó 15mm, cũng lớn á. Thì cái kích thước của cái khối mà bên trái nè là ung thư đó, bây giờ nó chỉ còn lại là nó tách ra làm hai khối nha, một khối 51 nè, bây giờ nó vỡ ra làm hai khối là một khối 12mm và một khối 15mm. Như vậy hai khối này cộng lại là 27. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho cô đi. Và cái tính chất cái tirat này nè, bác sĩ đánh giá cái tirat á dựa trên những cái thang điểm mà để ví dụ như bác sĩ cho siêu âm. Khi mà siêu âm á thì bác sĩ sẽ dựa trên cái bảng tính điểm, mà dựa trên bảng tính điểm đó mới quyết định cho bệnh nhân đó nằm ở cái nhóm tirat số mấy. Thì ngay từ thời điểm ban đầu là tirat 6 nè, là ác tính hoàn toàn, không có cái cơ hội nào lành tính hết. Nhưng mà cái kết quả của phòng khám Medic Hòa Hảo đó, trung tâm Medic Hòa Hảo đó ở thành phố Hồ Chí Minh đó, ở quận 10, thì kết quả là đa nhân thùy giáp tirat 3. Tirat 3. Vậy là nguy cơ của khối u này nó đã giảm. Giảm 3 đơn vị luôn. Từ 6 xuống 5, xuống 4, xuống 3. Còn lại tirat 3 thôi. Nhưng mà các thầy chưa cho làm sinh thiết ngay thời điểm này, cần phải dưỡng thêm. Và cái kích thước là 15 và 12 là hai khối, cộng lại là 27. Vậy thì cái tiếp theo nha, bây giờ về cái nhân giáp bên phải. Nhân giáp bên phải là kích thước 9 nè. Nhân giáp ở bên đây là 51, bên đây là 9mm. Thì lần này kiểm tra lại là còn 6mm thôi. 6mm. Nhân nhỏ nó còn lại tirat 2 thôi. Đó, tirat 2. Nhân nó cũng giảm luôn. Nhân giáp nó giảm đồng loạt đó. Có nghĩa là một cái ung thư ác tính 6, tirat 6 nó còn tirat 3. Còn cái nhân giáp tirat 3 nó còn tirat 2. Và giảm kích thước nó từ 9 xuống 6. Đúng rồi. Và cái hạch cổ bên trái, hạch cổ này là hạch cổ di căn nha, chứ không phải là hạch viêm. Ung thư mà nếu như bác sĩ kiểm tra ra rốn hạch mà còn nguyên thì có thể là hạch viêm. Nhưng khi đã mất cái rốn hạch rồi, mất rốn hạch là có nguy cơ hạch di căn đó. Thì cái hạch này là 15mm nè. Và cái kết quả cuối cùng là hạch cổ 2 chấm, không hạch bệnh lý. Mất luôn hạch. Cái hạch ban đầu là hạch di căn đó, không phải hạch viêm đâu. Hạch viêm nó còn có thể có thời điểm có thời điểm không. Nhưng hạch di căn là nó có rồi, nó không có bị mất. Nhưng bây giờ kiểm tra lại là không có di căn. Đó. Đó là cái kết quả của cô. Thì bên cạnh đó những bệnh nhân còn lại cũng có những cái kết quả tương tự như vậy. Cho nên là cái quá trình hỗ trợ điều trị có đạt kết quả cao dựa trên những cái yếu tố đó mà các thầy mới ký cho bệnh nhân. Mà các thầy không nói bệnh nhân hết bệnh, nhưng bệnh nhân có thể cầm cái giấy hồ sơ đầu vào đầu ra, có thể so sánh lại để mình thấy được cái kết quả của mình trong suốt quá trình hỗ trợ điều trị. Và cái điều quan trọng nữa, khi các thầy yêu cầu mình làm hồ sơ sao để làm chi? Để cho mình dựa trên cái hồ sơ đó đó mình theo dõi sức khỏe của mình. Khi mà mình mắc bệnh ung thư là mình phải điều trị lâu dài, chứ không phải là điều trị một lần là dứt điểm cái căn bệnh ung thư được đâu. Kể cả hóa xạ trị cũng vậy, điều trị lâu dài. Thì trong quá trình mà điều trị lâu dài đó là mình phải định kỳ mình đi khám bệnh. Ví dụ như 3 tháng, 6 tháng là mình định kỳ mình lên bệnh viện mình kiểm tra, hoặc là theo cái giấy hẹn, hoặc là mình đi khám dịch vụ á, để mình dựa trên đó đó
mình về nhà mình ăn uống cho nó đúng. Bởi vì cái yếu tố dinh dưỡng rất là quan trọng. Phương pháp điều trị là mình áp dụng phương pháp điều trị theo khoa học, điều trị y học cổ truyền, điều trị Tây y. Y học cổ truyền thì có hỗ trợ điều trị, còn điều trị là có Tây y. Mình đã áp dụng điều trị rồi, nhưng mà bên cạnh đó cái chế độ ăn của mình nó sẽ quyết định cái tốc độ phát triển của cái bệnh lý đó. Ví dụ như trong môi trường axit nè, trong môi trường axit thì cái ung thư nó phát triển nhanh đó. Mình càng nạp những thực phẩm nó có axit là cái axit nó sẽ làm ung thư phát triển nhanh. Nhưng tế bào ung thư nó sẽ được khống chế tốt trong môi trường kiềm hóa. Mà nãy thầy Xuân Dũng đã có chia sẻ với mình về vấn đề nước kiềm đó, thì ở đây các thầy cũng đang dùng cái máy nước lọc kiềm là của robot mà thầy Xuân Dũng đã tặng cho các bệnh nhân, cũng như là các thầy đang sử dụng, các thầy cũng uống nguồn nước đó thì thấy là nó rất là ổn định và rất là tốt. Cho nên là mình sẽ phải kiềm hóa cơ thể nha. Tại sao mà các thầy khi mà bệnh nhân ra phòng khám, các thầy luôn luôn dặn dò bệnh nhân là phải giữ phát đồ? Bởi vì nếu mình không giữ phát đồ, mình lại quay trở ngược lại là axit hóa, là mình ăn những cái loại thực phẩm có axit, mà axit nó phát triển bệnh ung thư nhanh. Nó có glutamine, glutamine, nó có casein đó, nó tham gia trực tiếp vào quá trình hình thành khối u đó. Cho nên là nếu như mình cứ thử, nếu mà mình không tin thì mình cứ thử, mình ăn coi phương pháp nào nó nhanh hơn, nó đi nhanh hơn, kiểm tra coi cái khối u nó lớn nhanh hay lớn chậm đó. Thì ở đây các thầy đã cung cấp lại cho mình những cái kiến thức không phải là của các thầy đâu nha, mà là của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, của giáo sư Trần Kim Thạch, của các bác sĩ đầu ngành, các ví dụ như bác giáo sư viện sĩ Đá Di Bang cũng đã xác nhận nhận cái vấn đề dinh dưỡng đối với bệnh nhân ung thư rồi. Cho nên là nếu như có cơ hội mình tìm hiểu lại trên các cái truyền thông. Cho nên là quý bệnh nhân lưu ý, khi bệnh nhân ở đây điều trị thì mình làm sao mình mong muốn có được kết quả giống như các cô các bác ngồi trên đây, thì mình phải lắng nghe các thầy để áp dụng cái phương pháp cho cơ thể kiềm hóa đó. Dinh dưỡng nó rất là quan trọng như vậy. Đó là phần chia sẻ cũng như là giải trình một ca tiêu biểu cho quý bệnh nhân được biết về cái phương pháp điều trị của các thầy, và các thầy đã áp dụng cho từng bệnh nhân như thế nào. Thì sau đây thầy xin nhường lời lại cho phái đoàn dinh dưỡng để phát biểu trước các bệnh nhân. Xin mời cô Phan Mận là huấn luyện viên dinh dưỡng của tỉnh Trà Vinh mình nha. Lời đầu tiên thì cho phép các bạn gửi lời cảm ơn tới quý thầy cô nhân viên, cũng là các quý mạnh thường quân của phòng khám thầy Tường, nơi cho mình cùng các cộng sự của mình đến đây dự cái buổi lễ rất là tuyệt vời ngày hôm nay. Và mình xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất đến quý thầy cô nhân viên cũng như là quý mạnh thường quân và quý bệnh nhân cũng như là người thân của bệnh nhân. Thì mình cũng đã rất là ngưỡng mộ phòng khám của quý thầy ở đây, và đặc biệt là thầy Cường để lại những cái giá trị rất là tuyệt vời. Và những cái giá trị thầy để lại thì nãy giờ chúng ta cũng đã nghe rồi đúng không ạ? Rất là nhiều người áp dụng cái phác đồ hỗ trợ điều trị của quý thầy ở đây thì cũng đã cải thiện sức khỏe. Thì mình một lần nữa chúc mừng 20 bệnh nhân ngày hôm nay ạ. Mình xin giới thiệu một chút, Mận là họ tên đầy đủ là Phan Thị Thu Mận, hiện nay là 47 tuổi, đã có gia đình và đang sinh sống tại Trà Vinh, và đây là ông xã của Mận. Anh cũng đã công tác trong ngành y là gần 30 năm, và đây là những cộng sự của Mận cũng đã chăm sóc rất là nhiều người cải thiện sức khỏe thông qua uống. Thì như vậy là mình để chăm sóc được sức khỏe thì mình phải biết được những yếu tố nào mà gây hại cho sức khỏe của mình đúng không ạ? Thì như vậy là có 6 yếu tố chính, và hôm nay Mận và các bạn muốn gửi lại cho quý cô chú anh chị ở đây. Đầu tiên là di truyền. Và di truyền thì chúng ta không thể nào tác động được đúng không cả nhà? Chúng ta không thể nào chọn cha chọn mẹ. Và cái yếu tố thứ hai tác động sức khỏe nữa là môi trường sống của chúng ta. Và yếu tố thứ ba nữa là là công việc của mình. Và yếu tố thứ tư nữa là tâm tính. Nhưng mà thật sự may mắn 4 yếu tố này chúng ta sẽ không tác động được, hoặc là tác động được thì rất là ít.
nhưng mà nó chỉ chiếm 30% sức khỏe của chúng ta. À, thì như vậy là còn 70% thì nó nằm ở đâu ạ? À? À, thì nãy giờ chúng ta đã nghe rất là nhiều. 70% sức khỏe của chúng ta được tác động bởi dinh dưỡng và vận động. Thì trong 70% đó thì 80% là dinh dưỡng và còn lại 20% là vận động. Thì như vậy là phải là những quý bệnh nhân hôm nay chúng ta được cải thiện, có phải là nhờ quý thầy cô ở đây tận tình, tận tâm chia sẻ những cái phác đồ, bên cạnh đó thì động viên tinh thần và kết hợp với những dạ xoa huyệt, đúng không ạ, bấm huyệt, thì như vậy là giúp cho chúng ta mới có những cái kết quả như vậy. Thì như vậy là chúng ta ở đây quý thầy cô đã hướng dẫn cho mình ăn thực dưỡng, đúng không ạ, và uống nước có kiềm hóa. Thì như vậy là cơ thể của chúng ta bệnh từ nãy giờ quý thầy cô nói là dạ là do cái tính chất cái cơ thể mình bị axit hóa. Và đến đây thì mình thay đổi chế độ ăn uống, thì chúng ta quay lại cái lịch sử. Thì trước đây ông bà chúng ta thường là trên bàn ăn là cái gì nhiều quý cô chú anh chị? Phải là rau không ạ? Trên bàn ăn của ông bà ta là màu xanh. Nhưng mà ông bà ta rất là ít bị ung thư, đúng không ạ? Và bên cạnh đó ít gặp những cái bệnh chuyển hóa. Nhưng mà tại sao tới thời điểm chúng ta ăn rất là ngon, đúng không ạ? Nhưng mà tại sao bệnh nhiều như vậy? Và nếu như quý bà con chúng ta về ứng dụng được cái phác đồ của quý thầy ở đây thì chúng ta sẽ bảo vệ được cơ thể của chúng ta mạnh khỏe, và bên cạnh đó người thân của chúng ta cũng ứng dụng được cái bữa ăn như vậy thì chúng ta sẽ phòng ngừa bệnh tật. Và ông bà có một câu nói là phòng bệnh thì có một đầu mà, nhưng mà trị bệnh tới 10 đồng hoặc là 100 đồng, đúng không quý cô chú anh chị? Dạ. Thì như vậy là chúng ta về đầu tiên mà muốn về đến là chúng ta sẽ về bữa ăn của mình phải cân bằng 4 nhóm, đặc biệt là ưu tiên về đạm thực vật, rau củ quả này, đạm là chất béo, trong đó là có vitamin và khoáng chất nữa, đó là 4 nhóm mà trong bữa ăn chính của mình là chúng ta phải cân bằng. Thì như vậy là hạn chế chiên, xào, mặn và ngọt thì chúng ta sẽ cải thiện sức khỏe. Bên cạnh đó nó phải uống đủ nước và tập thể dục. Nói chung quy lại là phải là ăn đúng, uống đủ, vận động và nghỉ ngơi hợp lý thì chúng ta mới có kết quả sức khỏe tốt được. Thì như vậy là cả nhà mình có thấy là bây giờ rất là nhiều người bị ung thư luôn ạ, rất là nhiều người gan mỡ máu mỡ, đúng không ạ? Thì như vậy nãy giờ thì mình vẫn nghe cái thầy cô nói là thức ăn mà có tính axit cao thì làm cho mình gặp những vấn đề như vậy, và thức ăn mà có tính kềm á thì giúp mình phòng ngừa những bệnh như vậy. Cho nên là tất nhiên là gì ạ, có đúng khoa học thì giúp cho quý bệnh nhân của chúng ta mới cải thiện được như vậy. Đây là không phải là điều trị, mà trong cái hỗ trợ điều trị thì chúng ta quay lại cái gốc cái rễ tại sao mình bệnh, đúng không cả nhà mình, thì mình mới cải thiện được. Còn mà nếu đến đây là theo cái bắt đầu hỗ trợ điều trị của quý thầy mà quay trở về chúng ta lại quay lại cái lối sống cũ, quay lại cái thói quen ăn uống cũ nữa, thì chúng ta là dẹp đầu tiên là về tổn thương cái cơ thể của chúng ta. Thứ hai nữa là làm cho tinh thần của gia đình chúng ta không có được yên an yên, đúng không ạ? Và thứ ba nữa là phụ lòng của quý thầy cô ở phòng khám của Cha Tường. Một lần nữa chúng ta hãy dành cho quý thầy cô ở phòng khám của Cha Tường một tràng pháo tay để tỏ lòng cảm ơn ạ. Dạ, cảm ơn. Xin được cảm ơn. Dạ. Xin được cảm ơn huấn luyện viên dinh dưỡng tại Tài Vinh cũng như là phái đoàn đã đến đây tham dự cái buổi lễ ra phòng khám cho các bệnh nhân. Sau đây thì sẽ là trao giấy chứng nhận cho các bệnh nhân vừa được hoàn thành cũng như là trao phần quà. Xin mời các bệnh nhân có tên sau đây sẽ bước lên phía trước để chuẩn bị được nhận giấy chứng nhận và quà nha. Để đọc tên ai thì người đó bước lên phía trước nha. Xin mời bệnh nhân Nguyễn Văn Hải. Dạ. Xin mời Hoàng Thị Chữ. Xin mời bệnh nhân bước lên phía trước nè. Dạ. Xin mời Nguyễn Thị Ngọc. Xin mời bệnh nhân Hồ Xuân Nụ. Xin mời bệnh nhân Ngô Thị Lành. Sau đây xin mời thầy Phạm Xuân Dũng, thầy Võ Di Tiến, thầy Nguyễn Thị Hạnh, thầy Nguyễn Thanh Quý và thầy La Thị Tứ Mai lên trao phần quà và giấy chứng nhận cho bệnh nhân ạ. Ngô Thị Lành, cô Ngô Thị Lành nè. Đây đây cô Ngô Thị Lành. Bác Hồ Xuân Nụ. Dạ, đây đây. Bác luôn. Cô Ngọc.
Cô Ngọc đây. Đây. Cô Ngọc đây nha. Cô Hoàng Thị Chữ đây. Dạ thầy, đây. Anh Nguyễn Văn Hải. Đây. Cho em mượn một chai dầu đi. Sau đây là phần trao giấy chứng nhận và quà của các thầy thuốc của phòng khám dành cho quý bệnh nhân đã hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị. Xin được mời các thầy. Trong phần quà ngày hôm nay nha, thầy cũng xin chia sẻ một chút là mỗi bệnh nhân sẽ được nhận một chai dầu. Chai dầu này tuy là phần quà nhỏ nhoi thôi nhưng chứa đựng tấm lòng của cô bé và cô hai ở bên Úc gửi về cho các bệnh nhân, và mỗi người được nhận một chai dầu. Một phần quà là các loại trà thảo mộc ở trong đây trong một tháng, và mỗi một bệnh nhân sẽ được nhận một bịch gạo 10kg nha. Đây, so với những lần hỗ trợ điều trị trước, các bệnh nhân sẽ không có nhận gạo, nhưng mà lần này bệnh nhân sẽ được nhận gạo lứt nha. Gạo lứt tím than do cha lựa chọn trong số rất là nhiều loại gạo khác nhau, và phòng khám đang áp dụng cái loại gạo này. Và khi ra viện ra về, bệnh nhân mỗi người được nhận một bịch này. Do nó hơi nặng nên thành thử không có trao trên đây, mà là tí xíu nữa rồi khi xong buổi lễ bệnh nhân sẽ được nhận tại bàn. Cái phần quà này là do nhà tài trợ là cô Bạch Trúc Nguyễn ở Mỹ gửi tặng cho các bệnh nhân sau khi ra về. Chúng ta dành một tràng pháo tay cảm ơn cô Bạch Trúc Nguyễn cũng như là cô bé và cô hai. Xin mời các bệnh nhân và các thầy thuốc về chỗ. Tiếp theo, xin mời bệnh nhân Nguyễn Kim Hoàng, bệnh nhân Trần Văn Sơn, bệnh nhân Trần Thị Thủy, bệnh nhân Đinh Mạnh Sơn và bệnh nhân Nguyễn Văn Thăng. Sau đây xin mời cô Lê Lan, cô Lư Thị Úc, em Phan Nguyên Kim Châu, chị Phạm Thị Linh, bác Tô Phú Quế lên trao phần quà này ạ. Xin mời mời anh Bùi Văn Thưởng lên trao thế cho bác Quế ạ. Rồi đứng vô hàng đi. Hàng Đinh Mạnh Sơn này chị lấy rồi nè. Rồi. Trần Thị Thủy đây nè, cô Thủy đây. Trần Văn Sơn. Nguyễn Kim Hoàng gốc. Úp qua đây. Đổi chỗ. Đây. Rồi. Sau đây các thành viên trong phòng khám và Mạnh Thường Quân sẽ trao giấy chứng nhận và quà cho các bệnh nhân. Xin chúng ta dành một tràng pháo tay chúc mừng cho các bệnh nhân nè. Rồi xin mời bệnh nhân và các thành viên của phòng khám về chỗ ạ. Tiếp theo xin mời Lê Tiến Linh. Xin mời Trần Văn Đính. Xin mời Mai Trung Chính. Xin mời Nguyễn Thị Quân. Xin mời Hoàng Văn Oanh. Sau đây xin mời phái đoàn dinh dưỡng của tỉnh Trà Vinh mình tiến lên phía trước để trao phần quà cho các bệnh nhân này. Dạ, xin mời anh chú Mao. Dạ. Dạ được. Xin mời cô. Dạ. Sau đây thì phái đoàn dinh dưỡng tại tỉnh Trà Vinh sẽ đại diện phát phần quà cho các bệnh nhân. Cảm ơn. Hoàng Văn Oanh. Đây. Chưa, để đưa bên đây, chưa đưa. Nguyễn Thị Quân. Nguyễn Thị Quân đây. Đây, Mai Trung Chính. Bác Mai Trung Chính. Đưa chuyện qua đó. Trần Văn Đính. Đây. Lê Tiến Linh bên kia. Bên góc bên ta. Cảm ơn chị nhiều. Chúc chị gia chúng ta dành một tràng pháo tay chúc mừng cho các bệnh nhân.
cảm ơn phái đoàn dinh dưỡng. Dạ. Chị dạ được, dạ được. Để em kêu thêm một chưa chút xíu này chị phát đi chị. Để em kêu lại. Không sao chị. Dạ, được. Sau đây xin mời bệnh nhân Trần Văn Thức, Nguyễn Thị Thu Vân, bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng, bệnh nhân Nguyễn Thanh Tùng, bệnh nhân Võ Thị Bạch Lan. Xin mời bác Nguyễn Văn Nữ, thầy Trì Văn Keo. Xin mời thầy Phạm Xuân Dũng, thầy Nguyễn Thanh Quý và thầy Võ Duy Tiến. Quay lại. Và thầy La Thị Thứ Mai, Võ Thị Bạch Lan. Đây đây, cô Bạch Lan nè. Nguyễn Thanh Tùng, anh Tùng bên đó đó. Lát nữa đổi lại nha. Đổi nữa. Nguyễn Thị Hồng, cô Nguyễn Thị Hồng. Nguyễn Thị Hồng đây. Cô Nguyễn Thị Hồng. Nguyễn Thị Thu Vân, Nguyễn Văn Thức. Dạ. Yeah. Ủa, đủ chưa? Chưa, đây nè. Đây nè, chưa, đưa chuyện lại đi, chưa trao. Đủ chưa? Đủ giấy chưa? 2, 4, 6. Ủa? 2, 4, 6. Ủa, đúng mà ta? Rồi. xin lỗi. Rồi chúng ta dành một tràng pháo tay chúc mừng cho các bệnh nhân. Dạ, xin mời tất cả quý bệnh nhân về chỗ ngồi để thay đổi một chút không khí. Thì xin mời quý bệnh nhân có đôi lời phát biểu. Hôm qua thầy có nghe một hai bệnh nhân nói là hôm nay sẽ hứa hát đó, hứa hát trên đây. Thì xin mời bệnh nhân lên đây để mà tặng cho quý thầy, đặc biệt là tặng cho cha, các quý thầy cũng như là tất cả quý mạnh thường bệnh thường quân cũng như là bệnh nhân ở đây một bài hát nè. Xin mời cô. Thôi vô đây nè. Hôm nay
chúng ta khi kiếm tiền á, chúng ta mất nhiều sức khỏe lắm. Nhưng khi chúng ta lấy lại sức khỏe, hay còn dùng cái từ là mua lại sức khỏe, chúng ta sẽ tốn rất nhiều tiền, đúng không quý vị? Rất nhiều tiền, mà đôi khi rất nhiều tiền rồi cũng không thể lấy lại sức khỏe, mà chúng ta có thể trở về cát bụi luôn. Và hôm nay 20 bệnh nhân đây là một minh chứng, các thầy đã lấy lại sức khỏe cho họ, đúng ạ, mà chúng ta tốn không phải nhiều tiền, chúng ta không phải lo về tiền, vì chúng ta đến được nơi yêu thương và chân không. Mọi người dành cho các thầy nào có tay đi, trời ơi. Lúc này đừng có đọc được một cái comment, một bình luận ở trên cái livestream. Chính các thầy đã gì ạ? Tức là 20 cái quan tài đã không tồn tại nhờ các thầy. Quý vị, như Dũng nói, Tây Y họ chỉ khẳng định rằng nếu có thể, nếu phát hiện sớm có thể chỉ được 30-35%. Mà các thầy đã làm được điều như vậy là một điều quá tuyệt vời rồi. Sức khỏe rất quan trọng, và chúng ta hãy bảo vệ sức khỏe từ khi chúng ta chưa bị bệnh. Hãy phòng ngừa bệnh tật, hãy phòng ngừa bệnh tật. Đợt vừa rồi Dũng đi Thái Lan thì Dũng cũng chia sẻ lại thêm một tí nữa. Người Thái Lan họ có tâm niệm như thế này: thứ nhất là làm phước trước khi làm giàu. Tại vì họ là một xứ sở đến 95% là theo đạo Phật, và họ được hàng ngày họ phải đến chùa, sáng đến chùa cầu bình an. Họ chỉ cầu hai chữ bình an, họ không cầu nhiều, họ không cầu giàu sang phú quý, họ cầu hai chữ bình an thôi. Họ chỉ đến, họ chỉ chắp tay lại Phật và cầu hai chữ bình an đó. Cho nên là họ dạy cho con cái của họ khi lớn lên từ trong trường tiểu học, hãy làm phước trước khi làm giàu, và cái thứ hai nữa hãy bảo vệ sức khỏe trước khi bị bệnh, trước khi bị yếu đi. Và cái thứ ba nữa, khi mà lấy vợ lấy chồng á, đặc biệt là chú rể đến nhà cô dâu, đây là Dũng biết được cô dâu, thì người cha vợ tương lai họ sẽ hỏi rằng là cậu đã đi tu hay chưa. Người Phật ở Thái Lan người ta theo Nam Tông, cho nên là người khi mà người ta đi tu, người ta thường hay là đi tu giống như bên mình lớn lên phải đi nghĩa vụ quốc sư, như ở Hàn Quốc. Dũng đã đi Hàn Quốc rồi, thì thanh niên Hàn Quốc lớn lên bắt buộc phải đi nghĩa vụ quốc sư. Ở Thái Lan bắt buộc phải đi tu thì mới được lấy vợ, còn nếu em không đi tu người ta không gả đó. Có giấy chứng nhận của những khóa tu đàng hoàng nhá. Đó, thì đó là những cái, thì quay trở lại đó là những cái mà Dũng chia sẻ. Thì quay trở lại câu chuyện là làm phước trước khi làm giàu. Thôi thì hôm nay Xuân Dũng cũng có một cái món quà nhỏ nhỏ để làm chương trình này, cũng là làm phước. Cho dù Dũng chưa có giàu có gì, nhưng chương trình này có thể xin phép được tạm dừng vì tháng sau. Tóm lại từ đây đến tháng 12, Xuân Dũng sẽ làm chương trình khác. Xuân Dũng sẽ hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo, và Dũng có 10 các phòng trò hỗ trợ miễn phí cho bệnh nhân. Bắt đầu từ tháng 9, bệnh nhân nào đến đây 10 người đầu tiên có sổ hộ nghèo, có giấy xác nhận của địa phương nghèo, được ở trọ miễn phí 3 tháng. Dũng đã liên hệ với bác Thuận, thực ra là nhà trọ này không phải của Dũng, nhưng mà Dũng đã gọi là thuê lại của bác Thuận 10 phòng, Dũng trả tiền cho bác Thuận, và Dũng sẽ hỗ trợ cho các bệnh nhân để được miễn phí. Nhưng mà tiền điện nước, tiền nước thì như là miễn phí, nhưng mà tiền điện thì quý vị phải, bệnh nhân phải tự trả nha. Mọi người thấy được không ạ? Ủng hộ không ạ? Nếu cứ như vậy, cứ đầu tháng 9 sắp tới, đầu tháng 9 thì nếu như đủ 10 người thì cứ 10 người đó ở, khi nào ra về thì báo cho Xuân Dũng để Xuân Dũng cho người khác về vào ở. Nhưng mà có thể Dũng có thể tăng lên 15-20 phòng tùy theo vào cái Dũng không có vận động mình thường quân, nhưng mà Dũng có một người em gái cũng khá thành đạt, đang ở Canada, thì cũng Dũng sẽ xin hỗ trợ thêm. Thực sự mà nếu mà Dũng vì thương cha, vì muốn theo cái lý tưởng này, chứ không thì Dũng chắc cũng đi qua bển rồi. Nhưng mà vì theo cái lý tưởng này cho nên Dũng là không có đi. Đúng ra thì Xuân Dũng đi, vì Dũng đó là làm cho con trai của Dũng đi du học bên đó rồi. Thì nhưng mà Xuân Dũng theo cái lý tưởng này, theo cái yêu thương và chất phong của cha, cho nên là ở đây để phục vụ cho bệnh nhân.
vô điều kiện nhé, phục vụ vô điều kiện. Dạ. Rồi mọi người có thể liên hệ với Xuân Dũng bắt đầu từ tháng 9 và thầy Thanh có thể cập nhật cứ ai đến sớm. Dạ. Nếu có thể trong ngày 1 tới tháng 9 đủ 10 người cho họ về phòng ở luôn. Dạ. À, đủ 10 người mà phải đầy đủ như vậy, có giấy xác nhận của địa phương. Cho nên qua livestream này, nếu như ai đang chuẩn bị đến thì nhớ mang theo giấy xác nhận của địa phương và mang theo giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo là được, là được ở miễn phí nhé. Tạm thời bây giờ là 10 phòng, Dũng có thể tăng lên 15-20 phòng, Dũng sẽ thông báo sau. Nhưng mà kinh phí và ngân sách của Dũng là tạm thời được như vậy. Rồi, bây giờ chương trình bốc thăm trúng thưởng, như Dũng nói, cái này không phải là cái trò chơi. Đây là Dũng muốn rằng là ở đây ai cũng công bằng, ai cũng chữa bệnh, cũng đi khắp nơi, cũng Dũng không có phân biệt giai cấp địa vị tôn giáo tín ngưỡng, giàu có hay là xa hay là nghèo khó, ở đây ai cũng có một cái niềm động viên giống nhau. Do đó cho nên phải bốc thăm thì mới được cái sự là công khai, nó được là nó được dùng cái từ gì quên rồi, tiêm thuốc vô nhiều quá quên để cho nó phân minh rõ ràng ha. Yeah. Thì 10 cái bình siêu tốc sẽ được gửi đến các bệnh nhân ở đây. Tuy rằng món quà nhỏ nhưng mà cái niềm động viên rất là to lớn. 5 cái bình đầu tiên là người cô của Xuân Dũng ở quận 8, cô Dung sẽ gửi cho đến 5 cái bình siêu tốc. Và xin mời thầy Thanh, nãy giờ thì ai cũng lên tặng cho bệnh nhân rồi, nhưng mà thầy Thanh thì nãy giờ là dẫn chương trình, điều hành chương trình, cho nên là chưa có mang niềm vui đến cho bệnh nhân. Dạ. Thì bây giờ xin mời thầy Thanh bóc cho Xuân Dũng 5 cái bóc thăm, 5 cái lá thăm. Dạ. Dạ. Và ai là sẽ là người may mắn ha. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi Dũng đọc đến ai, xin mời người đó lên luôn nha, tên thủ ha. Dạ. Chúc mừng bệnh nhân Nguyễn Hoàng Hành Long ở Quảng Trị. Dạ, xin chúc mừng ạ. Dạ, xin mời. Dạ, cảm ơn thầy. Đồng hương với Xuân Dũng đó. Xin chúc mừng bệnh nhân Nguyễn Thanh An đến từ Long Xuyên, An Giang. Rồi, ai có cứ lên nha, mà không lên thì nhường lại cho người khác. Chúc mừng bệnh nhân Trần Hải đến từ Đắk Lắk. Hay là về rồi? Chúc mừng bệnh nhân Trương Thị Thùy Trang, không ghi địa đến đâu mà số 1636. Mời thầy Thanh tặng luôn ha. Chúc mừng bệnh nhân Trần Trúc Mai đến từ Sóc Trăng ạ. Rồi, mới được có 2 người. Dạ. Nhờ thầy Quý sau đưa nâng nâng ha. À kìa, nhờ cô lấy dùng sau. Đâu rồi? Nãy Trần Hợi chứ không phải là Trần Hải. Đâu có đọc nữa, anh đọc lên là Trần Hải. Ôi trời, viết viết dày cả chữ A này, dấu hỏi. Trần Hợi. Trần Hợi, Trần Hợi. Dấu hỏi. Cái chữ ơ mà vô hỏi nằm cách xa cái chữ ô gan vậy nè. Trần Hà ơi, Trần Hời ạ. À? Mà số 1714. Đâu rồi? Rồi. Dũng là Trần, cô Trúc Mai Sông Trăng. Dạ. Trần Thị My 1636 là của bệnh nhân nào ạ? À? À, Trương Thị Thị Trang hả? À, rồi 1636, rồi đúng rồi, 4 người, mới được 4 người, còn 1 người nữa. Chú Trần Hời đây rồi đúng không ạ? Cô Trúc Mai đây rồi, Thùy Trang rồi, Nguyễn Thanh An ở An Giang. Nguyễn Thanh An không có bóc thăm cái khác thì Thanh ơi. Yeah. Và cái phần quà cuối cùng rất đặc biệt quý vị. Cảm ơn thầy. Chúc mừng bệnh nhân Nguyễn Văn Liệt đến từ Cà Mau ạ. Yeah. Hình như chú được ra viện đấy phải không? Dạ không, không có ra, chưa ra. Dạ rồi, dạ mời thầy Thanh tặng cho quý bệnh nhân. Chúc mừng chú. Dạ, chúc mừng. Chúc mừng bác nha. Dạ, chúc mừng chị. Dạ, chúc mừng bác. Dạ. Một tràng vỗ tay cho quý bệnh nhân và thầy Thanh cả nhà. Dạ, cảm ơn. Rồi xin mời các bệnh nhân về chỗ. Tiếp theo Xuân Dũng mời mời chị Út Cô Đơn. Xin mời chị Út Cô Đơn. Chị Út Cô Đơn á, rất có duyên với phòng khám của Xuân Dũng. Ban đầu là một mình thường quân, một mình thường quân thường hay gửi tiền cho Xuân Dũng để làm từ thiện.
Rồi một lần đó Xuân chị rất là muốn gặp cha nhưng không biết làm sao gặp. Là hôm đó Dũng Trách vào gặp cha. Xong rồi sau khi mà gặp cha, nói chuyện với cha, ăn trưa với cha, xong cha nói: "Con ở nhà con đang làm gì?" Nó: "Con không làm gì hết không." Nó: "Không, lên đây nè." Lên đây làm bác ái. Và chị đã lên đây làm bác ái luôn. À, và hiện tại bây giờ là vẫn đang cô đơn quý vị. Có cô chú nào ở nước ngoài á, mà muốn ABC thì liên hệ Xuân Dũng. Xuân Dũng là mai cho. Rồi xin mời chị Út bóc cho Xuân Dũng 5 cái phiếu may mắn và tặng cho 5 bệnh nhân nha. Dạ, cảm ơn. Chúc mừng bệnh nhân Võ Thị Sinh đến từ Quảng Ngãi. Rồi đúng rồi, ai ấy, mọi người cho ông tràng vỗ tay cho nó vui vẻ nha. Dạ, dạ, đúng rồi. Dạ. Rồi, chúc mừng, dạ, chúc mừng chú. Chúc mừng bệnh nhân Lê Kim Anh đến từ Đắk Nông. Rồi, tuyệt vời quá. Cảm thấy nó vui, quý vị đang mệt á, đổ mồ hôi mệt mà nghe tràng vỗ tay tự nhiên nghe nó vui luôn á. Chúc mừng bệnh nhân Hoàng Thị Lan đến từ Thanh Hóa. Chúc mừng bệnh nhân Mai Văn Phát đến từ Ninh Bình. Con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Chúc mừng bệnh nhân Lý Ngọc Vĩ hả? Tí nữa đọc là Lý Ngọc Vĩ đến từ Bạc Liêu. Dạ rồi, xin mời chị Út tặng quà luôn. Dạ. Vâng, và mọi người có thể dành cho chị Út cô đơn và mọi người cái bệnh nhân tràng vỗ tay thật lớn, cảm ơn rất là nhiều. Năm cái trước là của cô Dung, năm cái này là của Xuân Dũng, cảm ơn rất là nhiều. Xin mời các bệnh nhân về. Dạ, một người thôi cô, nếu mà hai người thì cô tài trợ thế cô bóc ra. Dạ, các chị có nói vậy, cô bóc ra hai người là cô đứng đây cô chào luôn hả cô. Dạ. Ui, hồi hộp quá. Mà đúng, cái người này phải được nhận cái này. Tại vì Dũng đi lắp máy yêu kiểm rất nhiều nơi và Dũng thấy rằng ở những nơi đó không lắp được máy yêu kiểm. Lý do? Nguồn nước ở đó nó không đảm bảo và đã vô nhiều. Đã vô rất là nhiều. Vì họ không phải là không lắp được. Nguồn nước sạch rồi, đã vô vẫn nhiều, nó vẫn lắng cằn canxi. Do đó cần phải có bổ sung thêm cái này. Và bổ sung thêm cái này là thêm 2 triệu mấy nữa. Rất là tốn tiền, họ không có tiền. Cho nên là họ không biết làm sao. Cho nên cái giải pháp này quý vị nè, Dũng sẽ hướng dẫn cho mọi người, Dũng in giấy ra, ai cần chạy ra mua về từ lắp, còn không nữa muốn cần Dũng gửi đến tận nhà luôn. Rồi, xin chúc mừng bệnh nhân đến từ... Yêu cầu có nguyên liệu trong đó. Bệnh nhân có mã số là 1, 5, 9, rồi còn số cuối cùng nữa. 1, 5, 9. Ai là cái người giành được cái phần quà trị giá 3.500.000 đồng này đây? 1591 Nguyễn Tý Nhân đến từ Tây Ninh. Có đi không ạ? Tây Ninh Dũng đi lắp rất nhiều, đặc biệt cái vùng mới gần Dương Minh Châu ấy, ở đó đã vô rất là nhiều và khó lắp được máy kiềm. Nước cứng rất là nhiều, cho nên là để muốn làm mềm nước thì phải qua cái bộ xử lý này. Mà khi qua bộ xử lý này thì họ lại không có tiền nữa quý vị. Vùng Đắk Lắk nè, Đắk Nông nè, vùng ở Ninh Bình nè, đá vô rất là nhiều. Không phải chỗ nào cũng không phải chỗ nào cũng lắp được máy kiềm đâu nha. Cho nên là rồi đúng rồi, Nguyễn Tiến Anh. Rồi, chúc mừng anh. Mọi người dành cho anh Nguyễn Tiến Anh một tràng vỗ tay nha. Dạ. Cho sư dụng hỏi anh bệnh nhân anh tên Nguyễn Tiến Anh là bị bệnh gì ạ? Ung thư bàng quang. Ung thư bàng quang. Anh đến đây điều trị lâu chưa? 40 ngày. Anh cảm thấy sau 42 ngày điều trị ở đây thì đã lợi thật đấy. Anh có cảm thấy mình có thay đổi được chút nào không? Dạ, có cơ thể nó khỏe được chút nào. Trước khi đến đây anh ăn được nhiều không? Lúc đầu cũng ăn được nhiều. Ăn được 4 lít rưỡi. Ồ, tốt vậy hả? Quá tốt nha. Anh có cảm thấy rằng là trong tháng tới mình sẽ được ra viện không? Dạ, có thể.
Chắc có thể. Dạ, chúc mừng anh đi quý vị. Rất là từ tâm, đúng không ạ? Với tham đồ này rất từ tâm. Rồi, chúc mừng anh và xin mời cô có thể tặng cái món quà cho anh ha. Tượng trưng đi cô. Dạ, tượng trưng đi. À, không, cái này không tặng. Trong này có rồi, trong này có rồi. Đây, đây cái bộ này rồi. Lát nữa sẽ có kỹ thuật của Xuân Dũng á, vừa tài xế vừa kiêm kỹ thuật luôn, sẽ lắp ráp sẵn cho anh chỉ về nhà, anh chỉ cần đấu cái nguồn nước vào đây ngay là o là vặn lên là xài nhá. Rồi ok, rồi chúc mừng anh. Dạ rồi, cảm ơn. Dạ cảm ơn cô Lan. Vâng thưa quý vị, chưa hết, còn một người may mắn nữa, một người giành được phần thưởng 1 triệu đồng từ Xuân Dũng là ai? Xin mời người đó lên đây ạ. Cái này là lần trước á, hình như là ai đây à? Thì Tí hay gì, cái này cái phạt thì Tí nè. Thì Tí bốc thăm gì mà ra lần 2 người. Cuối cùng mình mới nói thôi, lỡ bốc ra rồi thôi, 2 để vô lại chi. Và không ngờ rằng người đó lại may mắn. Dùng có ghi thế này: anh Nguyễn Văn Thắng đến từ Nam Định. Ở sau này giống như là một cái này, Xuân Dũng vào ngày 2 tháng 7 là ngày sinh nhật cha quý vị, 2 tháng 7. Thì thầy Tiến bóc ra, đáng lẽ là bóc 1 thăm, thầy Tiến bóc ra đến 2-3 thăm gì đó, mà một giải đặc biệt à. Cho nên là mấy cái giải kia Dũng không thể tặng được, tại vì giải đặc biệt thì một giải. Cho nên Dũng nói thôi bây giờ Dũng sẽ tặng bằng cái khác, đó là nếu mà điều gì ở đây mà ra việc thì Dũng sẽ tặng 1 triệu đồng, đúng ạ. Và trên giấy Dũng ghi ra rõ bây giờ là chúc mừng anh đã ra việc. Cứ tưởng nói chơi, ai dạy tối tiền thật. Không ngờ là may mắn đến thế. Và cái này là chúc mừng thầy Tiến. Thầy Tiến may má tay quá, bóc thăm ra người đó hết bệnh luôn, giờ tặng luôn quý vị. Rồi chào, chúc mừng anh. Rồi đó, quý vị, còn một người nữa, Dũng nhớ còn một người nữa, không biết người đó là ai à? Khi nào chưa ra viện à, còn đứng đó chuẩn bị ra viện rồi đó, chuẩn bị tốn tiền rồi không? Rồi cứ lên đây đi em, chưa ra viện. Ngày hôm nay luôn hả? Thầy Tiến lên bóc trong bài phiếu đi thầy Tiến. Trời ơi, làm vậy tôi đói luôn rồi đó. Đùa thôi. Chúc mừng chú nha. Dạ, lại một người thứ hai. Không ngờ rằng thầy Tiến lại bắt tay à. Khi ra viện liên hệ Xuân Dũng, nhận 1 triệu, liên hệ 0834698879, ngày 20 tháng 7 2024, Phạm Xuân Dũng đã ký. Rồi ok, chúc mừng chú. À, rồi dạ, dạ cảm ơn chú sẵn đi. Chú Mai Trung Chính đến từ Lâm Đồng, đúng rồi. Chú phát biểu ngay, cảm thấy hôm nay ra viện cảm thấy như sao? Chú cho con xin phép cầm cái này ra cho nó đẹp. À, kính thưa quý thầy thuốc và nhân viên phục vụ cùng toàn thể khách mời, thưa tất cả các quý bệnh nhân và người nhà. Chú cứ đứng ở đây. Thực ra thì ngày hôm nay ra viện thì tôi quả thật là cũng rất mừng. Mừng bởi vì này, thời gian điều trị được phòng khám nhận và điều trị nó không phải ngắn như người ta, mà cũng bắt đầu bước sang tháng thứ 4. Chính thời gian dài như thế mà tôi cũng mong, rất mong làm sao là bệnh được thuyên giảm. Bởi vì cái bệnh thì cũng được bệnh viện bác sĩ trả lời là rất khó điều trị. Chú bị ung thư gì? Tôi bị ung thư da, hắc tố da và di căn vào gan, vào thận và di căn phổi, và khối u đưa tới 5-7 cm. 2 hạch của bên 2 chậu thì mỗi hạch cũng tới 7 cm. Thế nhưng mà được cái là người rất khỏe. Thế thì tôi thấy là sau khi nhận được, mà trước khi xuống đây là tôi đã điện, tôi nhớ là cái số điện thoại của thầy Thanh, và thầy Thanh bảo cứ xuống. Và tôi cũng lo, tôi đã hỏi thầy Thanh là vậy thì tài chính cho nó là điều trị thế nào. Thầy Thanh bảo không, nhưng tôi không muốn nhận tiền của bệnh nhân, xuống điều trị hỗ trợ thì thế nào. Thế tôi cũng rất mừng. Thế và xuống đến đây thì được mắt thấy tai nghe, được tiếp xúc với nhiều bệnh nhân ung thư, thì tôi mới thấy rằng thế này: nếu chỉ nghe tin đồn thì có vẻ không tin, nhưng xuống đây tiếp xúc được thì tôi mới thấy nhiều pha vượt cạn rất ngoan ngoãn. Thì tôi mới thấy rằng này, phòng khám của cha Tường
tôi thấy là nó mang cái tính khoa học và tính nhân văn rất cao. Khoa học thì thầy phân tích nhiều, nhưng tính nhân văn ở đây tôi muốn nói thế này này. Ngay từ đầu nó như là một cái khẩu hiệu rồi, một chân lý rồi, đó là yêu thương cho không. Đấy, nếu bệnh nhân nào mà đã đến bệnh viện và so sánh từ bệnh viện với ở đây thì chúng ta mới thấy ở đây áp lực hay không áp lực, ở bệnh viện như thế nào. Đấy, bởi vì các thầy đây rất cởi mở bằng cái cách là điện thoại, qua Zalo điện thoại được kết nối với các bệnh nhân một cách vô tư thoải mái để hỗ trợ bệnh nhân. Tôi cho Nhật Bản là tuyệt vời ạ. Và chính vì thế mà nó không tạo áp lực mà bệnh nhân cứ thế mà điều trị thôi. Thì tôi nghĩ rằng là đối với tôi đến bây giờ thì rất cảm ơn thầy thuốc và nhân viên phục vụ phòng khám và tất cả các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm tài trợ đồng hành với phòng khám cùng với bệnh nhân qua tuyệt vời. Cảm ơn chú và chúc cho chú được nhiều sức khỏe ha, dạ, được nhiều sức khỏe, bình an, có sức khỏe là có tất cả chú nhé. Cố gắng giữ phác đồ cho dù về nhà tránh mọi cám dỗ nhé. Dạ, cảm ơn chú. Vâng, chương trình hôm nay đến đây là hết, chương trình của Xuân Dũng đã hết và chương trình tiếp theo xin mời thầy Thanh lên tiếp tục điều hành. Dạ. À, mảnh chú kia nhận được cái này đó rồi. Sau đây là cái phần quà nhỏ mà phái đoàn ở trên tỉnh Trà Vinh xuống để dinh dưỡng sẽ trao cho các bệnh nhân hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị. Xin mời cô Phan Mận. Cô sẽ trực tiếp tới gặp các bệnh nhân nha để trao cái phần quà đó. Thì món quà này có bắt thăm cả nhà nha, không món quà mình tinh thần thôi, động viên tinh thần cho quý bệnh nhân về, có nói chung là có nhận được một cái tinh thần cũng như tình yêu thương của các bạn cũng như các bạn cả nhà mình ha. Đây là bắt thăm mà quà thì ít nhưng mà tấm lòng thì nhiều với cả nhà mình nha. Xin mời các bệnh nhân vừa hoàn thành mình đứng lên để cho cô Phan Mận có thể trao món quà nhỏ. Nói tầm 2 phút nữa. Được. Sao con này? Quên. Dạ. Con đứng lên. Đứng lên. À, con đứng lên. Không, từ từ chút đi con. Chút đi. Các bệnh nhân sau khi hoàn thành chương trình hỗ trợ điều trị lát nữa ở lại lấy một phiếu nhận sách nha, và mình sẽ điền thông tin của mình vào đây để các thầy khi mà in sách xong các thầy sẽ gửi qua đường bưu điện cho các bệnh nhân này, nên mỗi người sẽ được nhận một phiếu sẽ nộp lại đây và một phiếu sẽ đem về nhà làm kỷ niệm với các thầy. Trước khi phần kết thúc thì xin mời nhường lại là cho thầy Xuân Dũng có ít tâm sự một chút. À, cảm ơn thầy Thanh. Nãy giờ cái chương trình mà tặng quà là mình cũng quên một cái chi tiết nhỏ. Xin nói thêm một 2 phút thôi. Vâng, là thời gian qua có một số người điền cho phòng khám hỏi là có hỗ trợ điều bệnh thì bệnh thì sai hay không. Xin thưa là hiện tại bây giờ phòng khám thì không hỗ trợ điều trị từ xa, ở đâu thì biết cái phòng khám mình là không hỗ trợ, đúng không ạ? Không có phát thuốc như vậy. Tuy nhiên mà ai có nhu cầu liên hệ với trà tháo dược để được liên hệ để mà cần trà tháo dược thì liên hệ với anh Tô Phú ấy, quý vị nhé, liên hệ với Tô Phú ấy. Còn phòng khám không có bán, Xuân Dũng cũng không bán. Trà từ Xuân Dũng cũng là hàng yêu thương cho không, và trên cái vỏ hộp ghi rõ luôn hàng toàn không bán, yêu thương cho không, rất là rõ đó. Và ngoài ra là Dũng chỉ tặng cho những bệnh nhân mà ung thư mà họ thực sự họ khổ, họ không có đến được thì Dũng mới tặng, và có giấy
chứng nhận hẳn hoi, và họ nói rằng là tôi không có tiền để đi đến đây, hoặc là tôi không có người thân để đến đây, thì lúc đó dùng mới tặng. À, chứ không phải là ai dùng cũng tặng hết, vì dùng không phải là có nhiều tiền để sản xuất ra cái đó. Hiện tại bây giờ dùng đã bỏ ra 300 triệu để sản xuất cái đó rồi, sản xuất trà rồi, cho nên là không phải là ai dùng cũng tặng được. Nó cũng là đồng tiền mồ hôi xương máu của gia đình Xuân Dũng, cũng từ những cái đợt thu hoạch sầu riêng rồi Dũng dành dùng bỏ ra. Cũng may mắn là trong đợt vừa rồi sầu riêng nó lên giá cũng được khá khá, cho nên là Dũng mới trích ra Dũng làm vậy. Chứ còn mà sầu riêng mà có đợt mà xuống mà hàng mặn mà cây nó khô hàng nó chết thì cũng rầu lắm. Nhưng mà may sau cái đợt hàng mặn đó nó cũng lên được là 100-200 ngàn ký, nó cũng đỡ. Dũng mới trích ra đó là Dũng làm từ thiện thôi, để cũng cầu cho cái mùa màng nó được bồi thu và mua được mùa được giá là như vậy. Thì Dũng tặng cho đúng người chứ không phải là ai Dũng cũng tặng. Rồi thì đó là cái vấn đề đầu tiên. Cái vấn đề thứ hai nữa thì trong đợt chuyến đi công tác cùng với công ty robot vừa qua, thì công ty đã nghe lắng nghe cái ý kiến của Xuân Dũng và họ có hỗ trợ cho Xuân Dũng thêm quý vị, hỗ trợ thêm. Và quý vị sẽ có hai lựa chọn khi mua máy yêu kiểm của robot từ Xuân Dũng thôi. Quý vị điền lên công ty mua không được cái này, nhưng mà từ Xuân Dũng sẽ được. Tức là từ giá máy của công ty niêm yết ở trên website của công ty, nếu thông qua Xuân Dũng sẽ được giảm thêm 10%. Đó. Nếu một cái máy 20 triệu, quý vị được giảm 2 triệu. Nếu cái máy 10 triệu, quý vị được giảm được 1 triệu. Đó, làm nó chỉ còn 9 triệu thôi. Đó là như vậy. Nếu như quý vị không nhận cái đó, thì quý vị sẽ được tặng thêm cái này. Được tặng thêm cái này ha. Nếu quý vị không cái đó thì được tặng cái này. Máy nào cũng được tặng hết. Nên nhớ là được tặng cái này. Và Dũng nghĩ rằng là ai cũng phải nên cái này. Hiện tại máy ở nhà Xuân Dũng á, Dũng phải bổ sung thêm cái này. Tại vì là Dũng có đem đi kiểm tra ở Viện Pasteur thì một số thành phần nó hơi dư. Cho dù qua máy kiểm vẫn hơi dư, tại vì cái nguồn nước đầu vào mình quá kém. Nhưng khi mà sau khi Dũng qua cái bộ xử lý này thì nó lại rất ok và đạt cực kỳ đạt. Và sắp tới mọi người thấy cái máy ở ngoài đó đó, Dũng sẽ lắp thêm một cái như vậy. Cái máy ở đó luôn, Dũng sẽ lắp thêm một cái như vậy luôn, để cho đảm bảo cho các nhân viên của phòng khám cũng như đảm bảo cho các bệnh nhân đến đây mà nên có khát nước lấy uống à, thì Dũng rất là quan tâm đến điều này. Thì đó là những cái gì mà Dũng chia sẻ, và xin chân thành cảm ơn đến anh Nguyễn Phương Nam, người sáng lập cũng như chủ tịch của công ty robot, đã lắng nghe ý kiến của Xuân Dũng và tạo điều kiện cho bệnh nhân. Thì mọi người thông tin cứ liên hệ về công ty xem thử là quý vị có được ưu đãi như vậy không. Nhưng riêng ngoài ra thì quý vị còn được tặng thêm 2 tháng trà thảo dược, 6 hộp trà thảo dược để uống trải nghiệm cùng với nước kiềm nữa, được tặng thêm bình gạo lứt nữa đó khi mua kèm máy yêu kiềm. Rồi Dũng chỉ nói sơ qua như vậy, quý vị có thể mua bất kỳ đại lý nào trên toàn quốc, không cần phải vô lên qua Xuân Dũng nha. Đó, ý nói như vậy, nhưng mà với người sử dụng sẽ có những ưu đãi như vậy, được tư vấn rõ ràng. Nguồn nước, một số Dũng nói luôn này, một số người họ vì chạy theo lợi nhuận á, họ bán bất chấp, họ không cần nước đầu vào của anh chị là gì. Nước giếng khoan lên họ cũng lắp máy kiềm vô là sai rồi, họ chỉ biết bán được cái máy, họ không cần biết đầu ra có đạt hay không. Họ cứ bán như vậy là vô tội vạ. Một thời gian là máy thì vấn đề hết và nước không đạt. Cho nên là Dũng sẽ tư vấn cho quý vị là, cho nên ai mà mua sử dụng họ là sử dụng nguồn nước nào, nước sạch của nhà nước hay là nước giếng khoan hay là nước mưa, để Dũng có những giải pháp hợp lý. Chứ không phải là ai dùng cũng bán yêu kiềm. Đôi khi có những người không được thì phải phối hợp bằng cái bộ 1.500.000 đồng hoặc là 3.500.000 này thôi, chỉ dùng cũng được rồi đó. Tại vì họ nước họ không đảm bảo thì không thể nào lấy được. Có những người họ từ Lâm Đồng vừa rồi có một số người ở Bảo Lâm là gửi nước trong cái chai nước suối về để dùng để kiểm tra, trong cái kiểm tra dùng nó không làm được. Còn nếu mà dùng mà lắp được là dùng lắp trên đó 5 cái máy, nhưng mà không lắp là không lắp được, tại vì nước ở đó không đảm bảo. Dùng nó là phải xử lý nước được mới lắp. Cho nên là mình làm như vậy cần phải đặt cái tâm vào thì nó mới có phước được. Vậy ha quý vị ha. Dạ cảm ơn tất cả các nhà. Dạ, cảm ơn. Anh đứng này luôn. À, kính thưa quý mạnh thường quân thân mến, thì thời gian vừa qua đó thì có một cô là Bạch Trúc Nguyễn có gửi cho thầy Xuân Dũng là một bao thư là có 200 đô. Thì 200 đô này là gửi tặng ủng hộ cho bệnh nhân nghèo. Thì hôm nay thầy Thanh xin được chuyển cái số tiền đó của cô về cho anh để làm đúng cái công việc của mình. Dạ cảm ơn cô Bạch Trúc Nguyễn nhiều, và Dũng nhớ là trước đó cô đã gửi 300 đô nữa rồi, và lần này nữa là 500 đô, nhưng mà Xuân Dũng mới hỗ trợ được thì như có mới một hoàn cảnh thôi. À, từ từ Xuân Dũng sẽ giải ngân hết số tiền của cô, và chân thành cảm ơn tấm lòng rất là quý báu của cô. Cho thầy nói thêm một ý về thầy Xuân Dũng nha. Như thế này là mọi người, tại thời gian vừa qua đó có một số bệnh nhân ở xa
thì họ có hỏi là các thầy có bán thuốc hay không, có giao ship tận nhà hay không. Họ hiểu lầm là giữa các thầy và anh Xuân Dũng là có bán thuốc, nhưng mà thật sự đính chính lại cho mọi người nha, ở đây phòng khám của các thầy thuốc và anh thầy Xuân Dũng không có bán thuốc, tất cả đều yêu thương và cho không. Còn những ai mà giống như là họ nghĩ mình không tốt đó thì họ cho là mình bán thuốc này kia để họ hạ uy tín của thầy Phạm Xuân Dũng, thì đính chính lại cho mọi người là không có bán nha. Hôm nay có thầy Phạm Xuân Dũng ở đây là không có bán thuốc cho bên ngoài tất cả những bệnh nhân, mà là yêu thương và cho không. Đương nhiên là ở một cái mức độ nhất định mà các thầy cùng với thầy Phạm Xuân Dũng có thể làm được thôi, chứ không phải là tất cả các ca mình có thể đều cho không được hết. Nhưng mà hễ mà mình có điều kiện là mình sẽ yêu thương cho không, giống như cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã từng dạy cho các thầy. Cho nên hôm nay thầy muốn đính chính lại một cái điều đó. Mà mình cũng thấy đó là hôm nay nè, anh Phạm Xuân Dũng anh có cái tình thương rất là lớn đối với các bệnh nhân ở đây, và anh quyết tâm xuống đây để mang cái tình yêu thương đó đến tất cả mọi người. Là anh còn đang vô nước biển mà trên cái tay anh còn nè, mọi người thấy có thấy thương không? Có nghĩa là anh còn đang tiếp tục ở trên bệnh viện đang truyền nước biển, mà phải vì bệnh nhân ngày hôm nay phải xuống tại đây để mà tham dự cái buổi lễ ngày hôm nay, chúc mừng cho các bệnh nhân, rồi sau cái buổi lễ này trở về trên bệnh viện tiếp tục vô nước biển và theo tiếp tục cái phác đồ của bác sĩ. Cho nên chúng ta hãy trân trọng cái điều đó và dành một cái tình thương đặc biệt dành cho anh bằng một tràng pháo tay. Lời cuối cùng trước khi hoàn thành cái buổi lễ ngày hôm nay, thầy Thanh xin được thay mặt cho phòng khám chân thành biết ơn quý chính quyền các cấp, đặc biệt là chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện cho phòng khám hoạt động một cách nhuần nhuyễn, cũng như là tạo điều kiện cho con đường sắp tới được trải nhựa và giải phóng mặt bằng. Xin thay mặt cho các thành viên trong phòng khám một lần nữa cảm ơn quý chính quyền các cấp ạ. Xin được cảm ơn quý Mạnh Thường Quân, quý nhà hảo tâm và quý ân nhân đã luôn luôn tin tưởng các thầy thuốc và đồng hành trong suốt thời gian vừa qua cho tới ngày hôm nay. Mọi công việc các thầy làm và phòng khám mỗi ngày một hoàn thiện là đều có công sức của tất cả mọi người chung tay góp sức, chứ một con én thì không thể làm nên mùa xuân, mà tất cả mọi người cùng tham gia vào cái công trình chung mới có được cái chương trình mà mình có thể yêu thương và cho không như thế này. Mà đầu tàu là cha đã đặt nền móng cho cái chương trình yêu thương và cho không đó, một cái lý tưởng cao đẹp mà các thầy ở đây cũng như là tất cả thành viên và thầy Phạm Xuân Dũng đang tiếp tục mỗi ngày cố gắng hơn trên con đường mà cha đã để lại. Và một điều cuối cùng là xin chúc cho quý bệnh nhân còn ở lại trong phòng khám mình tiếp tục cố gắng phấn đấu để mình có được kết quả giống như các bệnh nhân đã hoàn thành chương trình ngày hôm nay. Và các bệnh nhân ngày hôm nay mình về nhà không chủ quan với bệnh, mà mình phải tiếp tục giữ vững cái con đường mình đang đi. Xin chân thành cảm ơn. Chúng ta hãy hướng về Chúa và kết thúc buổi lễ ngày hôm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ hằng có và đời đời chẳng cùng, Amen.